Tại giữa linh văn điện duy chỉ có hai người cảm nhận được Trung Nguyên biến hóa, Diệp Ca và Lý Khanh Thiền chăm chú nhìn Trung Nguyên. Gia hỏa này lại đột phá ngay lúc này, chẳng trách Yêu Yêu lại tin tưởng hắn, ta đã xem thường hắn rồi. Trung Nguyên mượn nhờ thần hồn cự ấn, đẩy bản thân vào hiểm cảnh làm cho thần hồn đạt tới cực hạn, cuối cùng hoàn thành đột phá. Hạ Vũ cúi đầu có chút bội phục, không nghĩ Trung Nguyên lại can đảm đột phá nhờ vào thần hồn cự ấn của nàng. Chính vì Hạ Vũ quá mạnh nên Trung Nguyên đành liều một phen, một thì thành công, hai thì thành cám. Hạ Vũ lúc này cũng xuất thủ, núi đá băng liệt hóa thành một bàn tay khổng lồ vồ tới Trung Nguyên. Nam chính lướt qua một đạo nguyên văn phức tạp có tên Thiên Đao Văn, tản ra khí tức cực kỳ sắc bén biến thành một vầng đao quang, chém vỡ bàn tay khổng lồ kia. Cùng lúc đó, những lông tơ tuyết trắng từ Thiên Nguyên bút bắn ra, quấn chặt đỉnh núi dưới chân Hạ Vũ. Trung Nguyên phóng người lao đi. Bên phía Hạ Vũ, một đầu thạch giao há to miệng, liền bị Trung Nguyên trực tiếp một chiêu nổ tan tành. Trung Nguyên tốc biến xuất hiện ngay trước mặt Hạ Vũ, nàng có lẽ rất tự tin về thần hồn của mình. Trung Nguyên trực tiếp mặt đối mặt với Hạ Vũ, thân thể cơ hồ là gần sát nhau. Nam chính trực tiếp dùng thần hồn tiếp xúc gương mặt xinh đẹp kia, hãy nếm thử một chút sợ hãi mà ta đã từng trải qua đi. Thần hồn Hạ Vũ đột nhiên run lên, biến ảo vào không gian vô tận. Nàng cảm giác được cái kia kinh khủng cỡ nào. Đây là cái gì, còn ta lại đang ở đâu đây? Trong nháy mắt thần hồn của nàng chợt vỡ vụn, trên đỉnh núi một tiếng kêu thảm thiết, Hạ Vũ lảo đảo rồi bước hụt chân, cả thân hình rơi xuống phía dưới. Chợt lông tơ tuyết trắng quấn lấy vòng eo con kiến kia, Chu Nguyên ở trên đỉnh núi nhìn xuống, Hạ Vũ tiểu sư tỷ đã nương tay rồi. Kết giới hai đạo trung tâm chính thức vỡ vụn, mê vụ chậm rãi tiêu tán. Vô số đệ tử rung động nhìn qua Yêu Yêu, Chu Nguyên. Họ chỉ biết Yêu Yêu thần bí không đo lường được, nhưng không nghĩ Chu Nguyên có thể thắng Hạ Vũ. Trước Linh Văn Điện, xôn xao không ngừng, thân ảnh Yêu Yêu và Chu Nguyên vô cùng chói lóa. Sau trận đấu phá giải kết giới truyền ra lại lần nữa gây ra sóng to gió lớn. Thực lực của Yêu Yêu đủ để xung kích thánh tử, bởi vậy các phong chủ tranh nhau nhận làm môn hạ. Mà trước đó Trung Nguyên tham gia kỳ thi tuyển chọn tử đối đệ tử vẫn chưa gây ra được chú ý, thì giờ do đánh bại Hạ Vũ đã chứng minh được thực lực của mình. Tại Linh Văn Điện, Trung Nguyên một chữ say đắm hai chữ đắm say trong cổ tịch, bỗng nam chính quay đầu nhìn thấy. Cách đó không xa chính là Linh Văn Phong vị tiểu sư tỷ Hạ Vũ kia. Nàng đến tìm Trung Nguyên là muốn chuyển lời của Cố Hồng Y, Hồng Y nói Trung Nguyên hãy cẩn thận đệ tử Kiếm Lai Phong. Bọn chúng tung tin ảo ma Canada nói Trung Nguyên là ứng cử viên vô địch. Trung Nguyên ôm quyền đa tạ tiểu sư tỷ đã nhắc nhở, chuyện lần trước nam chính cũng rất xin lỗi. Hạ Vũ thấy thế thẹn thùng đỏ mặt rồi quay đầu bỏ chạy. Yêu Yêu khóe miệng hơi vểnh lên nhìn Trung Nguyên, nhân duyên của cô gái này với ngươi đúng là không tầm thường nhé. Trung Nguyên chỉ biết cười trừ, đây là thiện tâm của tiểu sư tỷ nhà người ta, anh đây méo có làm gì cả. Thanh niên Trung Nguyên bỗng vãi cả mồ hôi quay lại nhìn, một đám Linh Văn Phong đệ tử đang nhìn hắn với ánh mắt như bầy sói đang nhìn cừu non. Ở sân nhà người ta bớt trêu hoa gẹo nguyệt lại nếu không muốn bị hạ độc thủ. Trung Nguyên không nhịn được sợ quéo cả chim chứ chẳng đùa đâu. Sau đó Yêu Yêu ném một quyển sách về phía Trung Nguyên. Đây là thứ sẽ giúp cậu ta không bị bẻ mặt ở kỳ thi sắp tới, nàng đề nghị Trung Nguyên cày quốc chăm chỉ vào. Trung Nguyên bắt lấy rồi vội vàng quét qua, quyển này có tên là Thiên Lôi Huyền Hỏa Kết Giới. Dựa vào đạo kết giới này, nếu luyện thành chắc sẽ là lá bài tẩy của Trung Nguyên. Trung Nguyên vẻ mặt tươi cười, ây da, Yêu Yêu tỷ vẫn là tốt với ta nhất. Hừ, mang cái láu cá đó mà áp dụng cho tiểu sư tỷ nhà người ta, lừa gạt tiểu cô nương thì được, đối với ta không có tác dụng. Trong một giang tỉnh thất trong Linh Văn Phong, Thiên Nguyên bút đang khắc họa lên ngọc thạch, thần sắc Trung Nguyên ngưng trọng, theo Thiên Nguyên bút hạ xuống từng đạo ánh sáng nhạt tỏa ra tạo thành cảnh tượng kỳ diệu, mơ hồ có nguyên khí thiên địa hội tụ đến. Trong một tháng này, nam chính đã lĩnh hội được phần cơ bản của Thiên Lôi Huyền Hỏa Kết Giới. Két, cửa phòng tĩnh thất bị đẩy ra, Yêu Yêu nhàng nhã ôm trong ngực một mớ cổ tịch bước vào. Sau đó nàng kiểm tra nguyên văn được khắc trên những miếng ngọc kia, nhưng tất cả đều không đạt yêu cầu, nàng bắt Trung Nguyên làm lại từ đầu. Nam chính nghe vậy sắc mặt cũng cười khổ a hi hi. Yêu Yêu tiếp tục lật xem những cổ tịch kia một hồi khá lâu, gương mặt tuyệt mỹ xưa giờ đều lạnh nhạt chợt có một nét mừng rỡ nổi lên. Yêu Yêu nắm lấy một tấm giấy chích đùi ố vàng đưa cho Trung Nguyên, nam chính hiếu kỳ nhìn bên trong là một tử phương trưng cất rượu đã thất truyền từ thời Napoleon ở chuồng tắm mưa. Yêu Yêu nâng cái má nhìn Trung Nguyên, nàng muốn hắn ủ ra loại rượu này. Trung Nguyên trừng mắt, quát đờ héo từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ ta làm méo gì biết nấu rượu. Vậy ngươi có làm không? Làm. Anh đây còn mẹ già, còn thời chưa đẻ, mùi gái gú cũng chưa nếm thử. Có điên mới không làm. Mùi vị nguy hiểm gần trong gan tấc, thanh niên Trung Nguyên trong miệng có chút đắng lưỡi, chớp chớp hai quả trứng gà, vậy có phần thưởng không? Bất quá hắn còn chưa kịp nói xong, Yêu Yêu đột nhiên cười lạnh vặn vặn cái lỗ tai heo của hắn. Trung Nguyên ngươi học cái thói xấu xa ở đâu vậy? Ngay cả ta cũng dám đòi quà, có tin tối nay thôn thôn có món lẩu tai heo ngâm giấm không? Ây dạ Yêu Yêu tỷ, đệ sai rồi, tối nay đệ sẽ phục vụ tỷ 300 hiệp không rên rỉ. Yêu Yêu nghe vậy mới hài lòng, trả bài đầy đủ thế mới là bé ngoan của chị. Trước khi cuộc thi đệ tử đai tính khởi tranh, rất nhiều bàn luận sôi nổi xem chùm cuối là ai. Nhiều kẻ lợi dụng cơ hội này tâng bốc danh tiếng Trung Nguyên lên tới tận mây xanh. Trong lúc Trung Nguyên chờ xuất phát, từ trong tiểu lâu Yêu Yêu ôm thôn thôn chậm rãi bước ra, Trung Nguyên không chút keo kiệt khen liền, xinh vãi. Yêu Yêu nghe vậy mặt quăng cục lơ, hôm qua còn chưa trả bài đủ ở đó mà xinh với vãi. Trung Nguyên vội vàng vỗ ngực vài cái, yên tâm ta, sẽ cố gắng tìm cho được nguyên liệu quý hiểm trưng cất loại rượu tăng cường tình lực, trả bài đầy đủ.
Tại Thánh Nguyên Phong, lúc Yêu Yêu và Trung Nguyên đi tới nơi này, Thẩm Thái Uyên, Lục Hoành, Lữ Tùng, ba vị trưởng lão đều mang theo đệ tử đến đây. Lần này cả Chu Thái và Thẩm Vạn Tam đều đặt rất nhiều nguyên ngọc vào Trung Nguyên thắng, có thể đổi đời hay ra gầm cầu ngủ chỉ trông hết vào Trung Nguyên. Địa điểm diễn ra kỳ thi tuyển chọn đệ tử Đai Tím, nằm ở một dãy núi to lớn hùng vĩ, đứng sừng sững ở đại lục này, tên nó là Tử Sơn. Mà bây giờ nơi này là xôi trào nhất Thương Huyền Tông. Thẩm Thái Uyên cũng nhắc nhở Trung Nguyên, kỳ thi này không có nhiều quy tắc, thủ đoạn mờ ám tông môn cũng không can thiệp. Đừng cố quá giành giải nhất, coi chừng thành quá cố thì khổ. Trung Nguyên gật gật đầu, thẩm sư yên tâm, nếu có nguy hiểm đệ tử sẽ phóng nhanh như tên lửa. Trong khi đó, Lý Khanh Thiền nhìn quét mắt qua Trung Nguyên, lần tuyển chọn đệ tử Đai Tím này chỉ sợ rằng thằng cu này chắc ăn bánh ép Huế lép vế mà thôi. Lần này chỉ có thể dựa vào bản thân Trung Nguyên đối đầu với các đệ tử Đai Tím Kiếm Lai Phong, nếu không chống chọi nổi thì no đòn là điều không tránh khỏi. Đúng lúc này xung quanh Tử Sơn vang lên tiếng chuông, mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là trưởng giáo Thanh Dương và các vị phong chủ. Thanh âm trưởng giáo vang lên, thời khắc đã đến các đệ tử vào núi quẩy tung chào đi. Từng đạo thân ảnh vụt lên khỏi mặt đất, bay về dãy núi mây mù lượn lờ kia. Trung Nguyên hướng mắt về phía Yêu Yêu, giơ ngón cái lên hồi tối, nhớ ngón này không baby, yên tâm đi baby, anh sẽ trở lại và không ăn hại hơn xưa đâu. Yêu Yêu cũng truyền âm cho Trung Nguyên, nói được làm được, Lý Khánh Thiền và ta đã đánh cược với nhau, đừng làm ta mất mặt đấy. Mà lúc này một đám đệ tử Thương Huyền Phong ập đến, bên cạnh Cố Hồng Y là vị sư huynh đẹp trai phong độ tên Thanh Lam, đệ tử Đai Tím Thánh Nguyên Phong. Theo như lời hắn thì Trung Nguyên lần này lành ít dữ nhiều, bên Kiếm Lai Phong do Nhạc Thiên dẫn dắt sẽ đánh hội đồng Trung Nguyên. Các đệ tử mới phong ở sâu trong dãy núi có đá lớn ngăn trở, cần phải leo lên núi. Đánh bại một người là có một đạo ấn ký, vì vậy để đăng đỉnh phải chiếm được chìa khóa cần đánh bại ít nhất 20 người. Lúc này Trung Nguyên cảm giác được từng đạo nguyên khí ba động phát ra trong dãy núi, đã bắt đầu kịch chiến. Mũi chân Trung Nguyên lướt qua, thân ảnh vừa động, ánh mắt đột nhiên run lên. Một bóng người nguyên khí hung hãn vọt tới. Hiển nhiên người này đã trốn ở đây chờ người tới tùy thời đánh lén. Trung Nguyên một kích đấm hắn bay ngược vào sườn núi. Một đạo quang mang chiếu xuống cuốn người bị đánh bại kia vào, rồi ném ra dòng sông bên dãy núi. Hiển nhiên hắn đã bị loại trực tiếp từ vòng gửi xe. Một đạo ấn ký bằng ngón tay bắn về phía Trung Nguyên và khắc lên mu bàn tay của nam chính. Trung Nguyên nhếch môi, còn 19 đạo nữa thôi là về chở má mì đi bơi được rồi. Không lâu sau đó 4 đạo ấn ký tiếp được khắc lên, như vậy Trung Nguyên vẫn còn 16 đạo nữa. Trong khi đó Tô Uyên, Thương Huyền Phong, Mục Xuân Liên, Tuyết Liên Phong lấy được 5 đạo ấn ký, hiện tại người đứng đầu là Nhạc Thiên Kiếm Lai Phong và Hạ Vũ Tiểu Sư Tỷ Linh Văn Phong. Trong rừng rậm chợt có kiếm khí lướt qua, Trung Nguyên cảnh giác quay đầu nhìn. Hu Azu, ai trồng khoai đất này, người xuất hiện chính là La đạo của Kiếm La Phong. Lúc trước Trung Nguyên mơ hồ phát giác có người âm thầm theo dõi mình, không nghĩ đến hắn lại là người của Kiếm Lai Phong. Cả hai đạo đạo quang ảnh, kiếm khí công kích vào nhau, tên La đạp rõ mồm to vãi lờ, hắn vừa đánh vừa la, không biết trời cao đất dày, đánh bại Vệ U Huyền, ngươi thực sự cho rằng có tư cách ngông cuồng trước mặt ta sao? Tiếp xúc trong nháy mắt chỉ thấy lòng bàn tay Trung Nguyên kim quang hiển hiện, một phát bắt cọp, à nhầm, bắt đạo kiếm quang kia. Trung Nguyên tốc biến tung ra một đấm ầm ầm vào bụng La đạo, hứng chọn một quyền này của Trung Nguyên thân thể La đạo thống khổ, sắc mặt trắng bệch. Mới giao thủ có một hiệp, thanh niên La đạo lúc đầu hổ báo gáy to, chưa tới một hiệp ăn chọn một quyền hết gáy nằm co ro trên mặt đất, hết sức chiến đấu. Ngay sau đó một đạo quang mang trên trời giáng xuống, cuốn lấy La đạo. Bất quá trước khi đi hắn kịp nói vài lời, Trung Nguyên ngươi đừng đắc ý, Nhạc Thiên sư huynh sẽ tới ngay thôi, ngươi sắp bị đá ra ngoài Tử Sơn rồi con. Ngọc bội trên người La đạo cũng vỡ ra hóa thành hương khí cuốn lấy Trung Nguyên. Sau khi đánh bại La đạo, Trung Nguyên không chút do dự xoay người lướt vào khu rừng rậm ở giữa, nếu như bọn chúng đã muốn vây bắt Trung Nguyên, thì khu rừng này chính là đại lễ mà nam chính chuẩn bị cho chúng. Sau khi Trung Nguyên rời đi không lâu, một nam, một nữ xé gió mà đến, đương nhiên đó là Kiếm Lai Phong Nhạc Thiên cùng Lục Huyền Âm. Chạy nhanh thật đó, Nhạc Thiên nghiền ngẫm một lúc, tiếp đó nên để vị Trung Nguyên sư đệ này mở mang kiến thức một chút về thủ đoạn của Kiếm Lai Phong ta nào. Theo thời gian trôi qua chiến đấu càng kịch liệt, trải qua chém giết chỉ còn các đệ tử có thực lực, tranh thủ thời gian xâm nhập dãy núi. Tại một nơi nào đó của dãy núi, ba tên đệ tử liên thủ mà đi, đột nhiên một thân ảnh cực nhanh xuyên qua người bọn chúng. Thân thể chấn động, ba người bọn chúng hốc mồm hét lớn. Là ai? Tốc độ như vậy bố thằng nào đuổi kịp, chắc không phải loại thiện lương gì rồi. Lúc này bỗng nhiên từng đạo nguyên khí, ba động ác liệt nhanh chóng tiếp cận bọn hắn từ bốn phương tám hướng. Động tĩnh kia làm các đệ tử biến sắc. Là người của Kiếm Lai Phong vây bắt Trung Nguyên kẻ không có phận sự, tránh đường. Trước vô số con mắt, Trung Nguyên mất tích không thấy đâu nữa. Giờ phút này giữa thanh âm thiên địa xé gió mà lên, từ đạo quang ảnh nguyên khí giáng xuống, phong tỏa cả vùng thung lũng này. Chư vị huynh đệ, đây là chuyện của Kiếm Lai Phong ta và Trung Nguyên, nếu như quấy rầy tại hạ xin bồi tội trước, hy vịnh chư vị không nhúng tay vào. Bất quá mọi người ở đây không phải ai cũng yên lặng. Tô Uyển Thánh Nguyên Phong bước ra hừ lạnh, cả đám Kiếm Lai Phong các ngươi không biết xấu hổ, có cốt khí nên đấu tay đôi với Trung Nguyên, hà tất phải làm như vậy. Không đợi Nhạc Thiên trả lời, một nam tử áo bào bước ra, hắn là Uông Thần đệ tử Lôi Ngục Phong, hắn nói rằng hành động của Tô Uyển thích lo chuyện bao đồng. Tô Uyển lạnh giọng đáp lại, chuyện này mắc mớ gì ngươi hạ Uông Thần. Liên Y Phong chủ quét mắt nhìn Linh Quân Phong chủ, nàng thấy Kiếm Lai Phong rất có kinh nghiệm trong việc đánh hội đồng, ngược lại Linh Quân nói, đệ tử Kiếm Lai Phong của mình không làm trái quy cũ.
Hơn nữa hắn cho rằng danh tiếng Trung Nguyên nổi như cồn Lào, trải qua lần uốn nắn này đối với Trung Nguyên là chuyện tốt. Chỗ dãy núi sâu, các đệ tử Kiếm Lai Phong đã lật tung sơn cốc cũng không tìm được Trung Nguyên, mặc dù chúng đã phong tỏa nơi này nhưng Trung Nguyên dường như bốc hơi không thấy tung tích đâu. Theo sự suy đoán của Nhạc Thiên, hóa hư thuật của Trung Nguyên đã đại thành. Hắn lập tức cho các sư đệ phong tỏa thung lũng bằng cách thi triển kiếm ngư trận. Từng đạo lưu quang nhanh chóng lan tràn ra như một tấm võng bao trùm cả thiên địa. Thời gian dần trôi, sương mù tản đi, thân ảnh Trung Nguyên hiện ra. Trung Nguyên tìm thấy ngươi rồi. Trung Nguyên ngồi xếp bằng trên tảng đá, số lượng đệ tử Kiếm Lai Phong xuất động một mình đối phó Trung Nguyên đã hơn 20 người. Nhạc Thiên trực tiếp đề nghị Trung Nguyên rời khỏi cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím, miễn cho chúng xuất thủ, lục lội tìm kiếm. Mà ngay từ đầu đến cuối Trung Nguyên không chạy trốn, chỉ lựa chọn phong thủy tốt làm đại lễ cho những đệ tử Kiếm Lai Phong. Bọn chúng không chút do dự ra lệnh trực tiếp động thủ. Nam chính nào có dễ đứng yên làm bao cát cho người ta đánh, các ngươi đã hao cơm tốn sức theo ta lâu như vậy, thì hãy nhận lấy món quà này đi. Hai tay Trung Nguyên khép lại, Thiên Lôi Huyền Hỏa kết giới, bộc phát đi. Thiên Lôi Huyền Hỏa kết giới là một tứ phẩm nguyên văn rất khó bố trí, mà Trung Nguyên đã thi triển thành công, hình thành một tòa kết giới bao trùm cả thung lũng, mây hồng hiển hiện sấm sét không ngừng oanh xuống. Kỳ thật ngay từ lúc đầu Trung Nguyên đã lợi dụng bản thân làm mồi như đám người Nhạc Thiên, tiến vào thung lũng. Con mồi trở thành thợ săn bắt đầu thu lưới, vẻ kinh ngạc toát lên trong mắt Lý Khanh Thiền. Nguyên lai Trung Nguyên còn át chủ bài xem ra trong lần đánh cuộc này, phần thắng có vẻ thuộc về Yêu Yêu. Trước đó Trung Nguyên dùng hóa hư thuật không phải để ẩn nấp, mà hắn dựa vào đó để ngụy trang bố trí kết giới. Trung Nguyên lúc này, nhìn qua gia đình bé nhỏ hơn 20 người Kiếm Lai Phong cười nhạt một tiếng, bọn chúng đã muốn đá mình ra ngoài vậy hãy để ta tiễn chúng một đoạn. Trên bầu trời từng đạo lôi đình khí tức hủy diệt đánh xuống đám người Kiếm Lai Phong. Nhạc Thiên cùng các huynh đệ thúc giục nguyên khí tạo lá chắn, cắn răng chống đỡ. Bọn chúng bên trong mai rùa nhận ra kết giới của Trung Nguyên có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Chúng liền suy nghĩ phải phản công thay thủ, chứ không nằm đây ủ mắm chờ ngày đen bán mà thôi. Lục Huyền Âm vốn nghĩ trận này có thể cho Trung Nguyên dập mật, ai ngờ ả ta đang xoắn hết cả bướm lên, hớt ha hớt hải dùng Hải Linh Châu phòng ngự để các huynh đệ tập trung phản đòn. Sắc mặt Nhạc Thiên bây giờ cực kỳ ngưng trọng, hai tay kết ấn, đệ tử Kiếm Lai Phong nghe lệnh, lấy khí hóa kiếm bài trừ lôi vân, vô số kiếm khí phóng lên thẳng trời. Trên tảng đá Trung Nguyên cũng nhận ra động tĩnh của Nhạc Thiên, xích lôi hỏa cầu hạ xuống, quang kiếm cùng hỏa cầu đánh vào nhau. Tô Uyển, Hạ Vũ cùng các đệ tử xung quanh nháo nhào lùi ra phía sau. Trùng kích mãnh liệt đến tột cùng người nào thắng vẫn không ai biết. Ở trên không trung, tồn tại đỉnh cao danh chấn Thương Huyền Tông đang dõi mắt về phía sâu trong dãy núi kia. Bọn họ không ngờ trong tông môn lại xuất hiện một đệ tử ưu tú như vậy. Trong mắt Linh Quân Phong chủ, Trung Nguyên cũng là một hạt giống tốt, bất quá những kim đới đệ tử của hắn cần phải rèn luyện nhiều hơn. Xem ra, đám người Nhạc Thiên đã làm hắn có chút mất mặt, phe này đánh hội đồng không xong về còn bị trừng phạt, quả này các thanh niên hơi bị cay cú. Cảnh chuyển tới bên dưới dãy núi, đệ tử Kiếm Lai Phong nằm như ngã dạ, lúc này chỉ còn có một mình Lục Huyền Âm ở đó. Cô ta không nghĩ, Kiếm Lai Phong vậy mà toàn đoàn bị diệt trong tay Trung Nguyên. Lục Huyền Âm ỉu xìu như trái cà tím mếu máu nói, ngươi muốn thế nào? Bàn tay Trung Nguyên nắm chặt Thiên Nguyên bút, ngòi bút sắc bén, trực chỉ thẳng mặt mo Lục Huyền Âm. Luồng sát khí Trung Nguyên vọt tới, kình phong đập vô mặt, hú hồn con chuồn vẫn còn nguyên. Ả ta ngoài cái mặt lờ ra chẳng còn cái gì hết, miệng lờ hét lớn ta nhận thua. Cùng lúc đó quang mang giáng xuống đem ả cuốn đi. Trung Nguyên không biết ả ta mà để nữ nhân này, sợ vỡ mật xem như đây là một bài học cho con nòng nọc. Bàn tay Trung Nguyên giơ lên, 26 đạo ấn ký bay đến rơi vào mu bàn tay nam chính. Đây chính là cống hiến lớn nhất của đệ tử Kiếm Lai Phong dành cho Trung Nguyên. Cách đó không xa 10 ngọn núi sừng sững mọc lên được gọi là Thập Phong, bên dưới là thạch môn kiên cố tất yếu phải vượt qua, ngăn cản rất nhiều đệ tử tham gia. Vượt qua cánh cổng này có thể tấn thăng thành đệ tử đai tím, trở thành trụ cột của Thương Huyền Tông. Có thể đi đến nơi này đều phải đánh bại rất nhiều đối thủ, trở thành đệ tử đai vàng nổi bật nhất Thương Huyền Tông. Rất nhiều đệ tử tụ tập Thập Phong bên dưới, Uông Thần, Hạ Vũ, Mục Xuân Lôi, Ngô Nhạc, rất nhanh mỗi người đã ở trước một cánh cửa đá. 5 người chia ra 5 cánh cửa đá, ánh mắt nhìn xung quanh, mỗi em một cửa không phải lăng tăng. Trung Nguyên cũng không khách khí, thân hình vừa động rơi liền xuống cửa đá thứ 6. Còn lại 4 cửa các đệ tử cạnh tranh khốc liệt. Sau khi xác định 10 danh ngạch, ấn ký trên mu bàn tay lóe lên hào quang. Sau đó chui vào trong cửa đá trước mặt. Trung Nguyên nhìn qua cánh cửa đá kia, ôm quyền hành lễ, Trung Nguyên của Thánh Nguyên Phong mong các vị chỉ giáo. Bên trong cửa đá là một quãng trường rộng rãi, chỉ thấy từ xa một bóng người. Hắn ngẩng đầu khoanh tay ra vẻ, Trung Nguyên ngươi đúng là nổi tiếng giới showbiz, đáng tiếc gặp phải ta thì giải nghệ ở đây đi em trai. Trung Nguyên cau mày, vì tên kia không phải người xa lạ, hắn là từ viên đệ tử đai tím của Kiếm Lai Phong. Câu hỏi trong đầu Trung Nguyên lúc này, cửa ải này yêu cầu đánh bại hắn hay sao? Từ viên mỉm cười, ngươi bây giờ nếu còn lý trí trực tiếp nhận thua, nếu không thì, một cọng lông chân cũng không còn. Trung Nguyên nắm chặt Thiên Nguyên bút, nói thẳng quy tắc đi, bớt xàm lông đi, để giành được vị trí đứng đầu thì phải đánh bại ngươi à? Từ viên nghe vậy giật mình, Trung Nguyên sư đệ hảo dũng khí. Quy tắc ai đứng đầu, phụ thuộc vào độ kiên trì của các ngươi, cây hương lớn cháy hết mà các ngươi không bị thua thì sẽ là người đứng đầu. Dứt lời một cỗ kiếm khí lăng lệ từ chỗ đỉnh đầu Từ Viên phóng lên tận trời xanh. Trung Nguyên lúc trước ngươi khiến Kiếm Lai Phong mất hết mặt mũi, tiếp theo đến lượt ngươi trả nợ rồi.
Trong chớp mắt Tử Viên ra tay, chín ngọn núi còn lại cũng xuất hiện chín đạo nguyên khí bạo phát, hơn nữa tất cả đều là thái sơ cảnh thất trọng thiên, có điều chín đạo nguyên khí này so với bên phía Tử Viên còn yếu hơn nhiều, rõ ràng các đệ tử đều nhượng nhịn thí sinh tham dự một chút, không như tên hỗn đãng Tử Viên. Trên không trung, Tử Viên song trường khép lại, kiếm khí tản ra sắc bén vô cùng. Từng đạo nguyên khí màu xanh như cự kiếm mãnh liệt bắn xuống, mà Trung Nguyên thân ảnh hư hóa, giống như một chiếc thuyền bé tèo teo giữa làn sóng dữ, bàn chân nam chính chịu sức ép kinh khủng, sắc mặt Trung Nguyên ngưng trọng, thân thể nhàn nhạt xuất hiện vết máu. Không hổ là lão làng trong đám hổ báo đai tím. Trong giây lát nguyên khí màu xanh trên người Tử Viên tỏa ra tràn ngập thiên địa, hắn thi triển chiêu Thanh Nguyệt kiếm hào, vô số đạo kiếm quang được hình thành bắn về phía Trung Nguyên. Thân thể Trung Nguyên nhìn có chút trong suốt, nam chính quát khẽ một tiếng, hóa hư thuật, Thiên Mãng Lân, Lưu Ly Kim Thân Văn. Thân thể Trung Nguyên nhanh chóng hư hóa, lân phiếm màu xanh bao trùm cánh tay, nguyên văn màu lưu ly bọc lấy nam cơ thể nam chính. Một trận mưa kiếm cuồng bạo gào thét xuống, ngoài dãy núi vô số đệ tử nuốt nước miếng nhìn qua hai màn này. Tử Viên hung ác, mới bắt đầu đã sử dụng Thanh Nguyệt kiếm quang, không biết Trung Nguyên có chống đỡ nổi không. Tại khu vực trung ương, Trung Nguyên duy trì tư thế hai tay trước mặt, thân thể cắm đầy kiếm hào màu xanh, lân phiến lưu ly đều rơi xuống, thân thể khôi phục lại bình thường, vết máu thẩm thấu ra ngoài nhìn qua có chút chật vật. Từ khi tiến vào Thương Huyền Tông tới giờ, đây là lần đầu tiên chính diện giao phong mà hắn thân tàn ma dại như thế này. Tử Viên thấy thế, hừ lạnh một tiếng châm chọc nói, cái xác rùa đen này của ngươi đúng là cứng đó. Vào lúc này cuồng phong cuốn lên, Trung Nguyên biến mất ở giữa bụi mù. Hóa hư thuật đại thành, nhục thân có thể hư hóa xuất quỷ nhập thần, lại còn dám phản công, thật là có dũng khí đấy. Hôm nay sư huynh sẽ cho ngươi biết thế nào là kiến càng lay cây. Trên tay Tử Viên một thanh trường kiếm xuất ra, đâm về phía nguyên khí tơ mỏng kia, mũi kiếm cùng ngòi bút đụng vào nhau. Lập tức ngòi bút phân hóa thành lông tơ xiềng xích quấn quanh Tử Viên. Chu Nguyên lúc này xuất hiện ở phía sau lưng Tử Viên, kết ấn nhanh như chớp, nguyên khí màu vàng óng phóng lên tận trời. Cửu Long Điển, cấp độ Cửu Long. Nguyên khí màu xanh đột nhiên hội tụ, hóa thành một thanh nguyệt chùy, hai đạo uy lực kinh người va chạm ở giữa không trung. Chu Nguyên cuốn ngược ra, ánh mắt ngưng lại, không ngờ đệ tử đai tím khó giải quyết như vậy, hèn chi tông môn ra quy củ này mà không phải đánh bại bọn họ. Mỗi lần va chạm, Chu Nguyên bắn ngược trở ra, rồi dùng Long Hấp Thuật khôi phục nguyên khí tiêu hao. Thời gian que hương đã cháy hơn 1/5. Đông đảo cũng phát giác được Trung Nguyên thật sự trâu bò, đánh rồi hút, hút rồi đánh, đúng là một kẻ kéo dài đồng hồ dây thun. Lý Khanh Thiền cũng nhìn ra, Trung Nguyên quả không bình thường, hèn chi 30 phút không ra là có nguyên nhân. Tử Viên lơ lửng trên cao, ánh mắt lạnh lẽo, gia hỏa này cầm tinh con rùa đen còn sở trường câu giờ nữa. Thân thể hắn chậm rãi dâng lên, thiên địa nguyên khí tụ đến hình thành vô tận loan nguyệt trên cả bầu trời. Một cỗ ba động khủng bố phát ra từ loan nguyệt màu xanh kia đang rơi xuống, đây là kiếm lai phong nguyệt vẫn thuật, hàng thật giá thật thiên nguyên thuật. Đối với thế công loan nguyệt này, hai tay Trung Nguyên kết ấn nhanh như thiểm điện, bộ thi thuật này nếu đoán không lầm mà nói, hẳn là Thiên Dương Thần Lục, là phần thưởng tông môn ban tặng trong lần tuyển sơn đại điển. Trung Nguyên hai má phùng to đến cực hạn, miệng đột nhiên mở ra, từ đó truyền ra Thiên Dương Hỏa, kết hợp thêm cả Huyền Mãng Lân, Vạn Kình Văn. Ngọn lửa phóng lên tận trời, cùng với loan nguyệt màu xanh điên cuồng ăn mòn lẫn nhau, vô số đệ tử chấn động. Trung Nguyên thi triển đạo Thiên Nguyên thuật triệt phá thế công loan nguyệt, tên này đúng là yêu nghiệt. Trên đỉnh núi, Tử Viên nhìn qua Trung Nguyên máu tươi đầy tay lộ ra chật vật, khiến hắn khẽ cắn môi có chút không cam lòng lợn. Gia hỏa này, ngay lúc này thân ảnh Trung Nguyên đột nhiên biến mất. Tử Viên hừ lạnh quay người đánh ra một trường đồng dạng ưng chảo. Thế là trên không trung hai người song trường khóa chặt hai tay, mặt đối mặt. Tình huống này chính là muốn so nguyên khí xem ai ngưu ma vương hơn. Loại thuần túy đối kháng nguyên khí này, hiển nhiên Tử Viên càng có ưu thế. Hắn nhìn Trung Nguyên mỉa mai nói, ây ra Trung Nguyên ngươi đã quá lỗ mãng rồi, hai tay ngươi đã bị nguyên khí của ta làm bị thương, bóp rái còn không được nói chi là cử động. Trung Nguyên ngược lại không chút kinh hoàng, Tử Viên sư huynh không biết có ai nói với ngươi, solo với ta không nên đấu nguyên khí hay không? Cả hai đột nhiên bắn ngược trở mỗi người một phương. Tử Viên sắc mặt tái nhợt nhìn những tơ máu quỷ dị trên tay khiến hắn không rét, mà run. Hắn lạnh giọng nói, tưởng một chút khí độc làm ta kiêng kỵ sao? Oán long độc theo nguyên khí xâm nhập vào cơ thể Tử Viên. Loại độc này đáng sợ thế nào Trung Nguyên hiểu rõ nhất, nguyên khí chạm vào sẽ bị ô nhiễm. Lúc trước còn liều chết đánh nhau, giờ thì tình đồng chí hai người, một ngồi, một đứng, tâm tình chết lặng, tình cảnh thập phần quỷ dị. Oán long độc quá bá đạo, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo chưa từng nghe qua. Cục diện lưỡng bại câu thương, khiến cho Lý Khanh Thiền có cái nhìn khác với Trung Nguyên, không nghĩ tới nam chính lại ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Yêu yêu không có vui sướng bao nhiêu, ngược lại chân mày cau có, hơi cảm thấy tức giận. Trước mắt vốn là thời kỳ bạo phát, Trung Nguyên còn dẫn động oán long độc. Nếu oán long độc bạo phát, thì ngươi cứ ăn mì gói hào hào mà chịu đựng đi. Trên đỉnh núi, cục diện khó xử vẫn đang tiếp tục duy trì. Trung Nguyên và Tử Viên chỉ cách nhau vài trượng, nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì với nhau. Trung Nguyên dần dần hóa giải nguyên khí xâm nhập vào cơ thể, mà Tử Viên đứng yên chỗ cũ, không dám thôi thúc nguyên khí để bày trừ độc tính. Tử Viên sắc mặt khó coi nhìn về phía Trung Nguyên nói, đừng nghĩ là mất mặt kiếm lai phong là chuyện tốt của ngươi, hôm nay ngươi ép người quá đáng, sau này kiếm lai phong sẽ đòi lại cả chỉ lẫn chày. Trung Nguyên nghe thế trầm giọng nói, ỷ đông vây khốn ta mà bảo ép người quá đáng sao? Tử Viên ngữ khí chậm dần đề nghị Trung Nguyên nhận thua, kiếm lai phong sẽ ghi nhận ân tình này, xóa bỏ hết thù oán.
Trung Nguyên trong lòng thầm cười ỉa, người mặt dày thiệt, ân tình đó ta nhận không nổi đâu. Cuộc chiến trên chín ngọn núi khác thì bốn đỉnh đã có kết quả, Tô Uyển, Uyên Thần và Hạ Vũ chống cự được 1/10 cây hương lớn rồi cũng nhận thua. Chỉ còn lại một mình vua lì đòn Trung Nguyên thôi. Nói cách khác, trận này giao phong Trung Nguyên không có đánh bại Tử Viên, nhưng cũng làm cho hắn không làm gì được mình. Level này mà nói, cứ ngỡ tuyệt vọng ai ngờ trở thành tuyệt vời. Cuối cùng nén hương đã tắt, Tử Viên biến sắc, nhanh như vậy mà Trung Nguyên đã hóa giải nguyên khí xâm nhập, trận chiến này cũng lộ ra điểm yếu của Trung Nguyên, may mà Oán Long độc không đánh ngược lại. Tranh đoạt cuối năm sẽ khó nhằn hơn nữa. Chu Nguyện phải chăm chỉ tu luyện thêm. Ngay sau đó, thanh âm trưởng giáo vang lên, cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím đã kết thúc, lần này vị trí quán quân thuộc về Trung Nguyên của Thánh Nguyên Phong. Kết quả của cuộc thi lần này thật bất ngờ. Sau này tên tuổi của Trung Nguyên mới chính thức nổi như Cồn Lào Thương Huyền Tông, nam chính sau khi kết thúc cũng mất tích luôn. Tại Kiếm Lai Phong, trên một ngọn núi cao trên thạch đỉnh, hai thanh niên ngồi đối diện nhau chơi cờ. Một người chính là Kiếm Lai Phong, Khổng Thánh. Lần này đệ tử Kiếm Lai Phong vây bắt Trung Nguyên, kẻ đứng sau chính là Khổng Thánh, dựa vào uy tín của mình, hắn khiến bọn Nhạc Thiên nghe theo. Vị thứ hai chính là Thánh tử Triệu Trúc, hắn cười cười, lũ đó thật bất tài vô dụng, chuyện nhỏ làm cũng không xong. Khổng Thánh nói tiếp, hắn chỉ nói đùa với Nhạc Thiên thôi, không cần thiết nhắm vào Trung Nguyên, hành động lần này ngược lại khiến Trung Nguyên càng được xem trọng. Triệu Trúc vuốt ve bạch ngọc quân cờ, không ngờ tên Trung Nguyên này cũng có chút bản lĩnh. Kiếm Lai Phong lần này rất mất mặt, phong chủ cực kỳ phẫn nộ, bọn Nhạc Thiên bị trừng phạt mỗi người 3 năm, may nhờ Khổng Thánh khuyên nhủ mới còn 1 năm. Tại cầu đạo điện, Thánh Nguyên Phong, hôm nay bầu không khí vô cùng nóng, các đệ tử đang trầm trồ về chiến tích của Trung Nguyên, hiện giờ nam chính đã tấn cấp tử đối đệ tử, nên tịch vị cao hơn một chút so với lúc trước. Giải thưởng quán quân, trưởng giáo đã sai người mang qua Thánh Nguyên Phong cho Trung Nguyên. Nam chính vui vẻ hành lễ, may nhờ có sự chỉ điểm của thẩm sư mới có được Trung Nguyên ngày hôm nay, chứ không là ăn hành cả bó rồi. Theo tục lệ của Thánh Nguyên Phong, Trung Nguyên sẽ được tặng thêm một bộ công pháp lục phẩm. Nhưng vận khí may mắn, nam chính được thẩm sư cất nhắc một vé VIP Pro được trưởng giáo đồng ý, cho một suất tham quan cổ kinh lầu. Là nơi lão tổ tiềm tu vô cùng huyền diệu, nếu có vận khí cướp chó thì sẽ không tìm được thiên nguyên thuật. Thanh niên sáng mắt như đèn pha ô tô, cảm tạ thẩm sư. Đệ tử đồng ý đi tham quan một chuyến ạ, có cơ hội này cũng là vì bản thân và vì người đẹp yêu yêu. Hôm sau, tại cổ kinh lầu, Chu Nguyên, Thẩm Thái Uyên một giả một chế bước tới cổ kinh lầu. Nơi đó chính là ngọn núi bị phong ấn, muốn đi vào chủ phong trước hết phải trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử. Trước mặt hai người là Huyền lão vẫn miệt mài quét rác như ngày nào. Thẩm Thái Uyên hành lễ nói, Huyền lão có một đệ tử muốn vào cổ kinh lầu. Huyền lão ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Trung Nguyên, trời đựu thằng này mới gặp mấy hôm mà, nhanh như vậy đã có tư cách vào đây rồi, năng lực không nhỏ a. Huyền lão cầm lấy tính vật trưởng môn rồi bước tới đại môn, pus pus cánh cửa to đùng mở ra. Cổ kinh lầu trước kia là nơi tiềm tu của chủ nhân Huyền lão, cũng chính là Thương Huyền lão tổ. Trung Nguyên có thể lấy được thứ gì hay sách đít không về tất cả phải xem vận số. Trung Nguyên lại lần nữa ôm quyền, đệ tử đã hiểu, hen kiêu vi nam yêu tiền bối chỉ điểm. Yên tĩnh kéo dài được một đoạn thời gian, một bóng người bước đến, lại là Linh Quân Kiếm Lai Phong, phong chủ. Hắn chào Huyền lão một cái xong mắt nhìn về cổ kinh lầu nói, Trung Nguyên kia đã tiến vào cổ kinh lầu rồi sao? Huyền lão cũng méo có trả lời hắn. Hắn tiếp tục giả ngu, vu vơ nhắc về chuyện ngày xưa một thời vinh quang nay còn đâu. Thánh Nguyên Phong xuống dốc quá, khi nào phong ấn mới được giải trừ đây Huyền lão? Lời nói này của Linh Quân, Huyền lão thờ ơ không nhúc nhích, giọng khàn khàn, đến lúc cần thiết bà miệng nó sẽ tự mở thôi. Mục đích thật sự của Linh Quân chính là Thương Huyền Thánh ấn, trở thành chủ nhân Thương Huyền Thiên. Huyền lão chậm rãi lắc đầu, người méo thích hợp đâu. Bên trong cổ kinh lầu, trước mắt Trung Nguyên, vô số những quang cầu như bong bóng, bên trong đều là công pháp, nguyên thuật, nguyên văn, nguyên binh. Đây hết thảy phải xem vận khí rồi, khó trách Huyền lão lại nói tùy duyên. Trung Nguyên trầm ngâm một lát, chợt trong lòng khẽ động, bình thường không có biện pháp nào nhìn trộm, không biết phá trương thánh văn như thế nào. Thanh niên nghĩ là làm, tâm niệm vừa động, thánh văn vận chuyển trong tròng mắt. Hào quang các kiểu, chắc là dựa vào độ mạnh yếu để phán đoán. Chỗ này có 4 khối hào quang mạnh nhất chắc chắn là thiên nguyên thuật. Bất ngờ ngọc bài của lão tổ hiện ra, ngọc bài bay lên và trôi giạt về phía trước, tất cả quang cầu đều lùi ra, nhường bước cho đại ca nào. Ngọc bài chậm rãi tiến vào một khe hở cuối hành lang, quang mang lập lòe, Trung Nguyên lách mình xách mông đít đi theo. Nơi này ắt hẳn là nơi lão tổ từng tu luyện. Sau một hồi ngáp ngơ cu cậu bỗng ngoác mồm kinh hãi, trời đất thánh thần ơi, đây đều là thiên nguyên thuật trung phẩm, cái cuối cùng là công pháp tu luyện thất phẩm, ây ra giàu sụ rồi bà con cô bác ơi. Trung Nguyên đang định tùy tiện chọn một cái hên xui, cơ mà vãi tè, sao cái cây đằng kia nó cứ phát sáng, nhìn có vẻ không bình thường mà lại còn khắc dấu vết cỗ xưa nữa. Cu cậu thử sờ một cái, vãi ỏ một đạo tin tức trong đầu hiện ra, bất tử chi thân, thái ất thanh mộc ngân. Lần này còn hơn cả chúng số độc đắc nữa, đúng là sống rộng rãi ông trời đãi. Đây là nguyên thuật do Thương Huyền lão tổ sáng chế, nó có thể hấp thụ ất mộc chi khí, gia tăng sinh mệnh lực cho cơ thể. Thanh niên không suy nghĩ nhiều, liền đem nó thu vào túi càn khôn trực tiếp đẩy cửa đi ra. Đại môn mở ra, cướp hà hết hồn chưa bà già, Linh Quân không ngại miệng nói, thấy thiên phú của ngươi không tồi có hứng thú gia nhập Kiếm Lai Phong của ta không? Trung Nguyên mau mắn đáp lại, chỗ này có Thương Huyền Thánh ấn ông nội ơi, qua Thánh Lai Phong bị tầng hội đồng, thì làm sao mà báo đáp ân tình của lão tổ ban tặng. Tại nấc thang kia,
Huyền lão ngạc nhiên, đù mía một thằng nhóc mà cũng biết đạo nghĩa quá a. Linh quân phong chủ rời đi, chỉ còn lại một già một trẻ tại nơi này. Huyền lão bô cái miệng nói, ngươi đã vào nơi tiềm tu hú của chủ nhân rồi, đồ vật ở trong đó đã vượt qua quyền hạn đệ tử bình thường rồi, theo quy định phải thu hồi lại. Huyền lão nói tiếp, có điều vừa nãy ngươi nói hợp ý ta, ta sẽ phá lệ một lần, không làm mà muốn có ăn chỉ có ăn lờ thôi nhé. Ngươi muốn mang đồ vật đi phải dùng thiên công để đổi. Huyền lão không biết Trung Nguyên đã lấy gì bên trong, nhưng dùng một đạo thiên công để đổi xem như Trung Nguyên quá hơ còn gì. Cơ mà Trung Nguyên méo biết thiên công là cái đách gì, mà bản thân nếu biết cũng méo có. Huyền lão thấy vậy thôi ghi nợ cho Trung Nguyên 3 tháng. Nói đến đây Huyền lão đằng đằng sát khí, Trung Nguyên ngươi nên biết lời của ta, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cũng phải nể, ngươi chơi trò quỵt nợ, kể cả tu luyện thành công ta cũng có thể phế ngươi. Méo mèo meo, tiền bối yên tâm, trong vòng 3 tháng sau đệ tử sẽ lấy được thiên công. Trung Nguyên cáo lui rồi quay người chuồng lẹ. Nhìn qua Trung Nguyên rời đi, Huyền lão ngẩng đầu lên nhìn, chết ở trong lòng một ít, tiểu gia hỏa này có chút khí tức quen thuộc, thiên phú không tệ nhưng mà hắn quá yếu, tiểu tử, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Khi Trung Nguyên trở lại động phủ, liền đem sự tình về Huyền lão nói một cạn tàu gáo máng cho Yêu Yêu nghe, nàng bảo mang thái ất thanh mục ngân ra xem thử. Sau một hồi lâu, đôi mắt đẹp của nàng con đóng con mở khẽ nói, không hổ là nguyên thuật lão tiên sinh lưu lại, thật là vi diệu, dùng một đạo thiên công để đổi cũng không thiệt. Chuyện thiên công, nhờ Thẩm Vạn Kim đi nghe ngóng, Trung Nguyên chăm chỉ luyện hóa nguyên tinh đan. Mấy ngày sau, Trung Nguyên ngồi xếp bằng ở chỗ sâu trong động phủ, ổn định tâm tình, chờ đợi thời cơ tốt nhất luyện hóa nguyên tinh đan rồi đột phá. 5 ngày sau, chính là thời điểm chính mùi để luyện hóa, Trung Nguyên nuốt tọt viên nguyên đan xuống cổ họng, lần này cơ mà liều ăn nhiều nếu đột phá thành công, không biết số lượng tinh thể sẽ tăng trưởng lên bao nhiêu đây. Sau khi nguyên tinh đan vào trong bụng, nguyên khí tinh thuần như ác long gào thét, tàn phá cơ thể Trung Nguyên. Nam Chính vận chuyển Tổ Long Kinh đem luyện hóa từng điểm một. Thời gian dần trôi, thuận theo tinh thể nguyên khí gia tăng trong lòng bàn tay, cũng chậm rãi hình thành dị tượng. Độc Long ngủ say hồi lâu, giờ chậm rãi mở đôi mắt ra. Ngoài động phủ Yêu Yêu đang chăm sóc thung lũng tình yêu của mình, nàng cảm nhận nhìn về phía sâu chỗ động phủ. Quả nhiên là vẫn tới rồi sao? Lúc này nguyên khí ba động từ động phủ bộc phát ra, Chu Nguyên cuối cùng cũng đột phá thái sơ cảnh tứ trùng thiên, số lượng tinh thể nguyên khí hiện tại là 1200 khối. Niềm vui chưa nói thành lời, Chu Nguyên giật mình phát giác, chậm rãi nhìn về hướng lòng bàn tay, một đạo huyết hồng chi khí cực kỳ khủng bố. Oán Long độc ngủ say nhiều năm, rút cuộc thời điểm Chu Nguyên đột phá, tỉnh lại. Một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Chu Nguyên truyền ra, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, đau nhức kịch liệt, loại đau khổ này dày vò đến sống không bằng chết. Chu Nguyên quỳ xuống cắn răng liều mạng vận chuyển nguyên khí, chống lại sự ăn mòn của Oán Long độc. Một bóng hình xinh đẹp lao đến cực nhanh trước mặt hắn, đó là Yêu Yêu, ngọc thủ nàng nắm chặt cổ tay Chu Nguyên. Đau đớn thống khổ, cơ hồ Chu Nguyên muốn mất hết lý trí, chợt hắn ôm chặt Yêu Yêu trong ngực. Tựa hồ khí tức trên cơ thể nàng có chút tác dụng, thanh niên cứ thế mà không buông tay được. Toàn thân máu tươi, mồ hôi lấm lem sang người Yêu Yêu. Nàng có chút hơi đau, chỉ có thể dãy dụa một chút rồi nói, "Chu Nguyên, ngươi làm ta đau." Chu Nguyên hiển nhiên là không nghe được. Cảm giác sướng hết cả người mà đau quá không nói thành lời. Yêu Yêu thấy thế duỗi ngón tay, thần hồn chi lực điểm tại mi tâm Chu Nguyên, âm thanh vang lên trong đầu Nam Chính lúc này, tập trung tinh thần, vận chuyển Tổ Long Kinh. Tổ Long Kinh thông thiên huyền mãng khí được ra chỉ bắt đầu xua đuổi Oán Long độc, trong cơ thể hắn lúc này hỗn loạn tưng bừng. Yêu Yêu ngưng trọng, Oán Long độc này thật bá đạo, phải dùng thứ gì đó bá đạo như vậy mới có thể áp chế nó. Chợt đôi mắt đẹp của nàng chớp chớp, Thôn Thôn từ xa nhảy đến bên cạnh định nọt, lè lưỡi các kiểu. Thôn Thôn bất chi bất giác cảm giác được có chút gì đó không ổn, bắt đầu chậm rãi lui lại. Yêu Yêu liền nói, tốt xấu gì Trung Nguyên cũng cho ngươi ăn nhiều, rồi nên báo đáp một chút chứ. Mau lấy một phần máu thánh thú của ngươi ra đây, ta muốn làm môi giới khắc nguyên văn, giúp Trung Nguyên khắc chế Oán Long độc. Thôn Thôn nghe vậy rất chi là ủy khuất, nội tâm giằng co, chỉ thấu móng vuốt nó xẹt qua một đường, một giọt tinh huyết rơi ra. Lúc này Yêu Yêu an ủi nó một chút, sau này ta sẽ bảo Trung Nguyên thường xuyên dẫn ngươi đi live show. Cũng may lần này có Thôn Thôn, xem như ngươi may mắn đó. Khi Trung Nguyên lại lần nữa mở mắt ra rồi chìm vào hôn mê. Sau khi tỉnh dậy, một giọt máu của Thôn Thôn giống như lao tu phong ấn Oán Long độc ở trong đó. Cu cậu hí ha hí hừng xòe bàn tay hỏi, Oán Long độc đâu? Lúc này một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ta đã giúp ngươi tạm thời trấn áp Oán Long độc lại. Hắn vội ngẩng đầu nhìn thấy Yêu Yêu ôm Thôn Thôn ngồi trên tảng đá, trong đôi mắt đẹp của nàng lướt qua một tia mệt mỏi. Cảm ơn Yêu Yêu tỷ. Yêu Yêu thở dài, Thánh Long khí lần trước Trung Nguyên cướp lại từ chỗ Võ Hoàng, kẻ được lợi nhất lại là Oán Long độc, lần này Trung Nguyên không vận chuyển Tổ Long kinh e rằng đã đoàn tụ ông bà rồi. Chỉ có thể tu luyện Tổ Linh kinh tầng thứ 3, càn khôn Thánh Long khí thì có thể triệt để hàng phục Oán Long độc. Tại một tòa đình viện thuộc động phủ Trung Nguyên, Thẩm Vạn Kim ánh mắt cực kỳ hâm mộ đối với Trung Nguyên, cu cậu không biết phấn đấu đến ngày tháng năm nào mới được như Trung Nguyên. Hôm nay nhóc béo tới đây, báo tin tức về nhiệm vụ thiên cấp. Thương Huyền Tông một năm chỉ ban bố có mấy cái, nhiệm vụ lần này vẫn chưa công bố, chỉ biết được là đã chọn ra 2 vị đội trưởng. Đó là 2 vị thánh tử, Lý Khanh Thiền và Triệu Trúc, 8 danh ngạch đệ tử khác, phải được sự đồng ý của 2 người này thì mới được tham gia. Chu Nguyên tự hỏi phải làm thế nào mới có một suất trong nhiệm vụ này. Chợt một giọng nói truyền đến, nếu muốn kiếm thiên công không phải là không có cách. Chỉ thấy nơi đó Yêu Yêu đang chậm rãi bước tới. Lần trước Lý Khanh Thiền đánh cược thua ta, lần này cũng tới lúc trả nợ rồi. Sau khi Thẩm Vạn Kim truyền tin Yêu Yêu muốn gặp Lý Khanh Thiền,
Ngay lúc mặt trời lặn nàng đã có mặt tại động phủ của Trung Nguyên. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Yêu Yêu nghe hỏi, con gái Hải Phòng không lòng vòng vào thẳng vấn đề chính. Nghe nói ngươi là đội trưởng nhiệm vụ thiên cấp, ta muốn ngươi mang Trung Nguyên theo để kiếm ít thiên công. Lý Khanh Thiền không nhịn được trừng mắt, ngươi quá đáng lắm. Đủ mía lúc trước thua bây giờ định quỷ à? Lý Khanh Thiền vội giải thích, ta có thể dùng cách khác để trả. Nhiệm vụ thiên cấp không phải đi chơi, ngay cả Từ Viên cũng chưa có tư cách. Yêu Yêu nghe vậy gật gật đầu, lại lần nữa, quỵt nợ thì nói thẳng quỵt nợ đi, vòng vo tam quốc. Cô không nói câu nào dễ chịu hơn à? Chu Nguyên thở dài, này này, hai má nói tới nói lui có để ý thằng cu đen hôi này không? Lý Khanh Thiền cũng chưa từng nhìn hắn một chút, nàng có chút ảo não, sớm biết vậy cá làm cái quần què gì. Nàng gằn giọng, muốn lấy được thiên công phải được trưởng lão giám sát và thành viên đồng ý, chứ Chu Nguyên sách giái đi theo, không được người khác ủng hộ không có thiên công mà còn bị trừng phạt nữa. Yêu Yêu cầm ly rượu, đó là chuyện của hắn không trách ai được. Cuối cùng Lý Khanh Thiền cũng đồng ý cho Chu Nguyên đi theo hỗ trợ. Hai nàng thành giao, cùng đụng ly một cái rồi 100% uống sạch một hơi. Chu Nguyên thấy thế cảm ơn Lý sư tỷ, nàng lãnh đạm đáp lại, ơn nghĩa cái chi mô, ngươi không thành kỳ đà cản mũi trong lần này là tạ ơn trời đất rồi. Cụ thể nhiệm vụ là 5 ngày sau khởi hành tiến về Hắc Viêm Châu của Thánh Châu Đại Lục, lấy được viêm tủy mạch trong một ngọn núi lửa. Thánh cung, Bách Hoa Tiên cung, Bắc Minh Chấn Long Điện cũng tham gia. Mấy ngày sau đó Trung Nguyên vẫn luôn ở trong động phủ tu luyện nguyên khí, mà nhiệm vụ thiên cấp được tông môn chính thức công bố đưa tới rất nhiều bàn luận xôn xao. Rất nhanh thời gian 5 ngày cũng trôi qua. Trung Nguyên đắm chìm trong tu luyện khổ tu mấy ngày, Thái Ất Văn mới hoàn thành được 1%. Vừa kết thúc tu luyện, bóng dáng Thẩm Vạn Kim đã ở phía trước động phủ. Hắn nói rằng Triệu Trúc muốn đá Trung Nguyên ra khỏi danh sách. Lý Khanh Thiền nói Trung Nguyên đến nhiệm vụ đường một chuyến. Trung Nguyên nghe tin, ngược lại sắc mặt vô cùng bình tĩnh, muốn cướp danh ngạch trong tay ta sao? Chẳng lẽ nghĩ ta là quả hồng mềm chắc? Cảnh chuyển tới nhiệm vụ đường, vị trí của nó nằm ở hướng tây nam của Thương Huyền Tông, một tòa đại điện nguy nga nằm trên đỉnh núi mây mù lượn lờ. Trong một gian điện phụ có hơn 10 người, rất nhiều đệ tử ồn ào cãi nhau về nhiệm vụ thiên cấp Hắc Viêm Châu. Ngồi cạnh Lý Khanh Thiền là thánh tử thứ hai của Kiếm Lai Phong, thanh niên này tên là Triệu Trúc. Hắn mỉm cười nói, Lý sư tỷ nhiệm vụ lần này trọng yếu, tỷ lại bảo vệ Trung Nguyên gia nhập đội ngũ thật hay đùa. Âm thanh lạnh lùng từ Lý Khanh Thiền phát ra, ta là đội trưởng, ta nói hắn có tư cách là có tư cách. Một tên Kiếm Lai Phong tên Tần Hải gáy tiếp, một kẻ vướng víu nếu nhiệm vụ thất bại, đã không có thiên công ngay cả thánh tử cũng bị trừng phạt. Một nữ tử tên Bạch Ly, đệ tử Tuyết Liên Phong thấy không khí có vẻ căng thẳng liền nói, Triệu Trúc sư huynh, Khanh Thiền sư tỷ không mang nhiều đệ tử Tuyết Liên Phong. Vậy mà Kiếm Lai Phong đã chiếm 4 danh ngạch, không bằng mỗi người lùi một bước đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ không tốt hơn sao? Lúc này Trung Nguyên chậm rãi bước vào điện, do mãi mê tu luyện nên cu cậu đến trễ, mong sư huynh sư tỷ chớ trách. Triệu Trúc sư huynh, không biết tiểu đệ làm thế nào huynh mới vừa lòng hả dạ đàn bà của huynh, để không xem đệ là kẻ vướng víu đây. Sư huynh cứ nói thẳng ra đi ta cân hết là được. Lại một đệ tử tên Vương Lỗi, Kiếm Lai Phong vì sự xuất hiện của Trung Nguyên mà gáy, lúc trước Trung Nguyên sư đệ thí mạng cùi mới lưỡng bại câu thương với Tử Viên, nhưng nhiệm vụ thiên cấp này Triệu Trúc sư huynh là nghĩ cho đại cục mà thôi. Trung Nguyên thừa nhận nhiệm vụ thiên cấp lần này, Lý Khanh Thiền bị đội viên có chút dị nghị, nam chính chỉ có thể dùng thực lực mà giải quyết thôi. Chỉ có thể đỡ được một chiêu của Vương Lỗi thì Trung Nguyên xem như có đủ tư cách. Vụ cá cược này Trung Nguyên chấp nhận. Trung Nguyên sư đệ đúng là người can đảm đó, vậy để sư huynh lĩnh giáo tài cao một chút đi. Cả hai thân ảnh bắn ra bên ngoài quảng trường. Trên thềm đá Lý Khanh Thiền hiểu rõ, Vương Lỗi đã ra ước hẹn một chiêu tất nhiên đã có chuẩn bị sẵn. Vả lại Trung Nguyên không phải loại lỗ mãng, đến tột cùng nàng muốn xem việc nàng chống đỡ cho Trung Nguyên là đúng hay sai. Lúc này trên quảng trường, Vương Lỗi ung dung cười nói, Trung Nguyên sư đệ ta biết thiên phú của ngươi không tệ, nhưng đi một bước đạp cước thì phải dừng, người si nói mộng không tốt đâu. Trung Nguyên cười cười, vậy còn mong được sự chỉ giáo của Vương Lỗi sư huynh, để làm sao không đạp cước. Vương Lỗi nghe thấy lắc đầu có chút tiếc nuối, vốn không muốn làm cho ngươi mất mặt trước mọi người, ngươi lại tự mình chuốc khổ. Vậy đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Dứt lời hắn xòe bàn tay lôi quang hiển hiện tạo thành một thanh lôi kiếm. Chung quanh quảng trường, những đệ tử nhìn thấy màn này sắc mặt hơi đổi. Đó là Kiếm Lai trưởng của Kiếm Lai Phong, chiêu này tổn hao nguyên khí cực lớn, đánh xong chiêu này thì hắn vô phòng hồi sức luôn. Một chiêu ước hẹn này rõ ràng là toàn lực xuất kích. Lý Khanh Thiền lúc này vẻ mặt càng thêm lạnh, nguyên lai mưu đồ của các ngươi chính là ở chỗ này. Triệu Trúc nghe vậy cười trừ, Lý sư tỷ nên nhớ kẻ địch là Thánh cung, chúng sẽ không nói phương thức chiến đấu đâu. Thời điểm này thân hình Vương Lỗi phóng lên cao nhìn xuống Trung Nguyên, hắn hét to, Kiếm Lôi trưởng, một đạo lôi quang kiếm ảnh, gào thét mà phóng về phía Trung Nguyên. Thần sắc Trung Nguyên ngưng lại, nhưng không có kinh hoàng ngược lại kích động, thật là một môn thuật bá đạo, vừa lúc để thử thông thiên huyền mãng khí của ta một chút. Cự mãng toàn thân lân phiến màu vàng, quấn quanh tòa kim trung kia, vững như thành đồng cối đá, âm thanh trầm thấp từ miệng Trung Nguyên phọt ra. Thông thiên huyền mãng khí, huyền mãng đại kim trung. Đạo nguyên thuật này thiên về chí cường phòng ngự. Trung Nguyên hai tay khép lại, nguyên khí màu vàng óng chảy xuôi toàn thân cậu ta. Trong nháy mắt cự mãng biến thành kim trung, trên trời trường ấn hung hăng đánh xuống kim trung đó. Toàn bộ quảng trường đất đá băng liệt, khói bụi mịt mù. Chung quanh đệ tử nháo nhào tránh lui, một trường này của Vương Lỗi chỉ sợ Trung Nguyên không chống đỡ nổi. Lực phá hoại thật kinh khủng. Gió nhẹ cuốn đến, khói bụi dần tản đi, quảng trường cũng hiện ra rõ ràng. Ở giữa không trung Vương Lỗi đứng nhìn phía dưới, đồ không biết trời cao đất rộng, lại dám đón đỡ một chiêu này của ta, đúng là tự tìm chết.
mà lúc này mọi ánh mắt đều nhìn về phía quảng trường sụp đổ kia, có chút khó tin. Trung Nguyên vẫn đứng ở đó. Bạch Ly cũng giật mình, gia hỏa này đến tột cùng thi triển loại nguyên thuật gì, mà sao lực phòng ngự khủng bố như thế. Trong khi đó Triệu Trúc sắc mặt khó coi, đúng là cái xác rùa đen thật là cứng, nhưng chỉ dựa vào phòng ngự cũng không có bổn sự gì. Lý Khanh Thiền nghe thế liếc mắt nói, sao Triệu Trúc sư đệ có đổi phương thức khác để so đấu hay không? Trong tràng diện, thân hình Trung Nguyên khẽ động, chỉ thấy quanh thân quả chuông vàng tản ra, và hóa thành nguyên khí chui vào trong cơ thể Trung Nguyên. Trung Nguyên ngẩng đầu lên, Vương Lỗi sư huynh đa tạ. Vương Lỗi cắn chặt răng, ta không tin, không phá được cái xác rùa đen này của ngươi. Hắn lần nữa thi triển kiếm lôi trưởng, lúc này nguyên khí hiển nhiên là có chút suy yếu. Bỗng một tiếng hừ lạnh vang lên, nhiệt độ thiên địa chợt hạ xuống. Giữa không trung, Vương Lỗi hoảng sợ nhìn không khí xung quanh bắt đầu ngưng kết thành băng. Nguyên khí cực hàn kia chính là toát ra từ người Lý Khanh Thiền. Chẳng lẽ người của Kiếm Lai Phong các ngươi đều không chịu nổi thất bại sao? Triệu Trúc sắc mặt khó coi, trực tiếp giải vây cho Vương Lỗi thoát khỏi nguyên khí băng hàn kia. Vương Lỗi dừng tay, nếu thua thì đừng có dây dưa nữa. Hôm nay Vương Lỗi thua chứng tỏ Trung Nguyên đủ tư cách tham gia thiên vụ, nếu thất bại Lý Khanh Thiền sẽ tự chịu trách nhiệm. Lúc đầu Yêu Yêu định cho Thôn Thôn đi cùng Trung Nguyên, nhưng nó mất máu vì giúp Trung Nguyên áp chế oán long độc nên ở nhà tịnh dưỡng. Lần này Trung Nguyên tự lực cánh sinh là chính. Cơ mà cá Phan yên tâm, con của tác giả mà không dễ ngủm vậy đâu. Vẻ mặt Trung Nguyên lúc này đầy nghị lực, cần một thời gian nữa hắn sẽ cường đại hơn, lúc đó có thể dẫn Yêu Yêu đi tìm Thương Uyên sư phụ. Kẻ nào muốn gây hại cho nàng phải bước qua xác của hắn. Hôm sau bên ngoài Thương Huyền Tông, do khoảng cách từ Thương Huyền Tông đến Hắc Viêm Châu rất xa, cả bọn Lý Khanh Thiền, Chu Nguyên, Triệu Trúc chỉ có thể phi hành bằng nguyên bảo Liễu Diệp Chu, tốc độ của nguyên bảo này chỉ tầm chục ngày là đến nơi. Chu Nguyên sau khi rời đi, trong động phủ đặc biệt quạnh quẽ. Trong mấy ngày này, Yêu Yêu thỉnh thoảng tiến về nhiệm vụ đường săn bắt nhiệm vụ, có liên quan tin tức về kỳ chân dị bảo có thể khắc họa được Đại Hàng Văn Long cho Chu Nguyên. Nàng bước tới đâu là fan hâm mộ nóng mắt tới đó. Yêu Yêu tiến nhanh về phía trước, gặp chấp sự nhiệm vụ đường để tiếp nhận nhiệm vụ thiên cấp. Nhiệm vụ thiên cấp nêu rõ cần 2 danh ngạch thánh tử hoặc tương tương, hỗ trợ nhân lực tiến về Tây vực Thánh Châu đại lục. Trong hoang man phát hiện một tòa di tích, thực hư tồn tại hài cốt nguyên thú họ Rồng, kỳ mục trấn áp. Nhiệm vụ này hơi gấp, cho nên hôm sau Yêu Yêu đến Ly Phong Tông tập hợp. Ngay khi nàng đến nơi, Diệp Ca đã có mặt trên đỉnh núi. Diệp Ca dáng vẻ tươi cười, hé lô Yêu Yêu sư muội. Bất quá Yêu Yêu trông thấy hắn tuột miệng hết cả hứng, Diệp Ca ngươi cũng tiếp nhận nhiệm vụ này sao? Thanh niên nghe hỏi liền thả thính, nghe muội làm nhiệm vụ ta đang bế quan bỏ trốn luôn, Bạch Mi Phong chủ đang điên lên. Yêu Yêu nghe vậy mặt không thay đổi, vậy thì đưa ông ta vô nhà thương điên rồi ngươi về đó mà chăm sóc, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Đám người Trung Nguyên trên đường đến Hắc Viêm Châu đã qua gần 10 ngày. Lúc này thanh âm Lý Khanh Thiền truyền đến, đến sơn mạch Hắc Viêm rồi. Xa xa nhìn thấy một đường chân trời, cuối cùng một dãy núi màu đen xuất hiện. Gần Hắc Viêm sơn mạch có một tòa cự thành cực kỳ sôi trào. Sau đó đoàn người Lý Khanh Thiền trực tiếp thu hồi phi thuyền nguyên bảo, tiến vào trong Hắc Hỏa thành. Trong lầu cát, không khí ầm ĩ bỗng trở nên yên lặng, nhiều ánh mắt tụ đến, là người của Thương Huyền Tông. Đây không phải là Thương Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân Lý Khanh Thiền a? Lý Khanh Thiền nhìn trên lầu cao kia, một nữ tử kiều diễm cười tủm tỉm, nàng tên Phùng Doanh Bách Hoa Thiên Cung thánh nữ. Không ít nam tử có khí độ, một tên trong số đó là Dương Huyền, người của thánh cung. Ha ha, chào Lý sư tỷ. Lúc này có chút ngoài ý muốn, thiếu nữ áo đen là người quen cũ, Tả Khâu Thanh Ngư. Trung Nguyên cười cười giơ bàn tay lên, hai baby. Tả Khâu Thanh Ngư tự nhiên cũng nhìn thấy Trung Nguyên, nàng không phản ứng gì, ngọc thủ nâng má nhìn lướt qua mỉm cười một xíu. Hai daddy, lâu rồi không gặp. Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La và Trung Nguyên là thế hệ vàng của Thương Mang Đại Lục, nhưng nay nàng và Lục La đều không bị kịp Trung Nguyên. Ngược lại, Lý Khanh Thiền chào phúng, Trung Nguyên chưa tới nửa năm đã là tử đối đệ tử trẻ châu nhất, tương lai có khả năng thành thánh tử, thiên phú như vậy đương nhiên không cần người khác chất vấn. Phùng Doanh cảm nhận Lý Khanh Thiền bình thường lạnh như băng, lúc bảo vệ sư đệ lại rất biết cách nói chuyện, suýt chút nữa là nàng cũng bị sỏ mũi như Ngưu Ma Vương rồi. Đoàn người Lý Khanh Thiền sau đó tiến về chủ sự của Thương Huyền Tông tại Hắc Viêm Châu, chỉ thấy nơi đó một lão giã tóc hoa râm có vẻ hơi nghiêm khắc. Vị này chính là Ô Lâm trưởng lão. Lão hướng về Lý Khanh Thiền khẽ gật đầu, không nghĩ tới nhiệm vụ lần này là Lý Khanh Thiền ngươi dẫn đội. Lão nhìn kỹ lại thì mới biết, vì sao lại có một đệ tử thái sơ cảnh tứ trùng thiên đi theo, là đệ tử của phong nào, thật sự là hồ đồ. Lý Khanh Thiền vội vàng nói, đây là Trung Nguyên đệ tử đai tính Thánh Nguyên Phong, sức chiến đấu không kém hơn thái sơ thất trùng thiên. Ô trưởng lão ngẫm nghĩ một chút, hắn đã lách cái mông đít tới đây rồi thì ráng mà học hửi đi, đừng làm vướng chân người khác. Sau khi giải thích một cách cặn kẽ sự tình các thế lực tại Viêm Tủy Mạch cho mọi người Lý Khanh Thiền nghe, Ô trưởng lão lấy ra một tấm Viêm Tủy Mạch địa đồ, sau khi thương nghị với cự đầu của các thế lực Viêm Tủy Mạch sẽ được phân phối theo cách lá cờ cắm xuống ở đầu quầng sáng sẽ tỏa ra 100 dặm, bảo vệ lá cờ một ngày không bị phá hư thì khu vực đó thuộc về thế lực người cắm cờ. Theo sự sắp xếp của Ô trưởng lão, Lý Khanh Thiền và Triệu Trúc chiếm cứ khu vực trung tâm, Tần Hải, Bạch Ly thì chiếm cứ vùng xung quanh. Chu Nguyên thấy thế chủ động hỏi, Ô trưởng lão, vậy ta chiếm cứ khu vực nào? Sắc mặt của lão hơi xị xuống, nhìn Trung Nguyên thật sự chướng mắt, người già lùn cây nào đó ngủ là được. Lý Khanh Thiền vội nói, Ô trưởng lão, sao Trung Nguyên sướng như bát giới vậy? Lão trầm ngâm một lúc, lão là chủ sự ở đây chịu trách nhiệm an toàn của các đệ tử, có cơm ăn cơm,
có cứt dại gì ăn, không nhiều lời nữa. Có bản lĩnh thì chiếm được hả nói. 3 ngày sau bắt đầu tranh đoạt, các ngươi phải toàn lực ứng phó. Màn đêm phủ xuống toàn bộ Hắc Viêm Sơn Mạch, mà Hắc Hỏa Thành vẫn đèn đuốc sáng trưng. Chu Nguyên trên cao nhìn xuống, trong lầu các to lớn cũng có vẻ hơi sôi trào. Đây cũng là lần đầu tiên Nam Chính được thưởng thức phong tục và nhân tình của Thánh Châu Đại Lục. Bỗng nhiên một kình phong sắc bén đâm tới sau lưng Chu Nguyên, thân thể hắn đột nhiên hư hóa, một quyền đấm ra lại rơi vào không khí. Sau đó Chu Nguyên ngửi được một mùi thơm, một tiếng cười truyền đến. Không tệ lắm, mới hơn nửa năm không gặp nhau rồi. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, chính là Tả Khâu Thanh Ngư, trong bộ váy đen chân dài tới nách, nhẹ nhàng lắc lư. Thực lực của Daddy đã tăng lên rất lớn, sức chiến đấu vẫn biến thái như ngày nào. Chu Nguyên cười cười, cũng tạm được thôi baby, ra chỉ đi theo kiếm chút thiên công mà thôi. Tả Khâu Thanh Ngư thân thể mềm mại hơi nghiêng về trước. Vậy xem ra người cuối cùng làm cho mọi người thất kinh chỉ có thể là Daddy thôi. Bên dưới có hội giao dịch, cả hai bước đi xem có thể tìm được vật gì tốt không. Nơi đây trưng bày vô số những hòn đá màu đen, chúng là viêm tủy thạch. Mọi người sẽ dùng tiền mua rồi đập đá đổi quà, không ai biết được bên trong có thứ gì. Thanh niên vừa cười vừa rau như bán đồng nát, chính là Tô Đoán, thiếu chủ Viêm Đỉnh Tông. Hắn nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư, nàng ngược lại thấy hắn liền tỏ ra chán ghét muốn bỏ đi về. Tô Đoán nhìn có vẻ khách sáo, hắn rõ ràng biết được Trung Nguyên không phải là thánh tử Thương Huyền Tông, nhưng 3 lần 7 lượt đều nhắm vào Nam Chính. Xin hỏi vị bằng hữu là vị thánh tử nào của Thương Huyền Tông, có hứng thú chơi viêm tủy thạch sao? Trung Nguyên vẫn không thèm để ý khứa, ánh mắt lướt qua cái vòng gỗ đeo tay của Tô Đoán, tối thiểu cũng là cổ mộc quý hiếm cấp bậc ngàn năm, đúng là buồn ngủ gặp chiêm manh. Lúc này Tả Khâu Thanh nghe dường như nhận ra được điều gì đó trong mắt Trung Nguyên, nàng tỏ ra hăng hái nói, mở viêm tủy thạch sao, nhưng mà chơi vui mà không có thưởng thì tuột nghĩa cảm xúc. Nhìn thấy Tả Khâu Thanh Ngư hứng thú như vậy, Tô Đoán tùy tiện dùng bích ngọc làm đồ cá cược. Chu Nguyên thầm nghĩ hắn chỉ mới nhìn thoáng qua cái vòng tay ấy, nhưng liền bị Tả Khâu Thanh Ngư phát giác, mỹ nhân này đúng là sugar baby của ta. Tả Khâu Thanh Ngư cười không nhớt, đưa mắt nhìn về phía Chu Nguyên truyền âm nói, không được thua đâu đấy, nếu thua bổn tiểu thư sẽ cắn mông ngươi. Đối diện lầu của Lý Khanh Thiền là bọn người của Thánh Cung, lần này chúng phái ra 2 thánh tử, một người tên là Dương Huyền, tên còn lại là Vương Ly. Một bên khác không thấy rõ mặt mũi, là thánh tử của Bắc Minh Chấn Long Điện. Phùng Oánh lúc này khẽ cười nói với Khanh Thiền, vị tiểu sư đệ này của Thương Huyền Tông thật là thú vị, vì lấy lòng người đẹp mà dám chơi trò mỏ cua bắt ốc với Tô Đoán. Mà Bạch Ly ở bên cạnh Lý Khanh Thiền khẽ nói, sư tỷ, tên tiểu tử này đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu hắn biểu hiện tệ hại, ta sẽ báo trưởng lão để cho tỷ chịu trách nhiệm. Chuẩn bị trận so kèo, Chu Nguyên cũng không phát giác được hai lầu kia đang xăm soi mình. Chu Nguyên hỏi, Tô huynh muốn chơi thế nào đây? Hắn cười híp mắt nhìn Chu Nguyên, sau đó chỉ tay vào đống đá đen. Luật chơi đơn giản, Tô Đoán chọn 5 viên, Chu Nguyên chọn 10 viên. Viêm tủy mở ra ai lâu năm hơn thì người đó thắng. Trận đấu bắt đầu, Tô Đoán mắt nhắm lại, bàn tay sờ lên viêm tủy thạch, cảm thụ nguyên văn phức tạp bên ngoài tảng đá, thần sắc hắn nghiêm túc. Bàn về kinh nghiệm sò mó, hắn hơn hẳn các đại sư tông môn, phong thái rất chuyên nghiệp. Nhưng Tô Đoán không nghĩ đến hắn dù có kinh nghiệm phong phú hay chuyên gia đập đá, cũng không sánh được tiểu xảo ảo ma Canada, Obama, Florida của Trung Nguyên. Đó là dùng phá trướng thánh văn nhìn xuyên thấu bên trong những viêm thạch này. Một lúc sau Tô Đoán cũng chọn xong 5 viên. Chu Nguyên chờ lâu cảm thấy nhàm chán, chọn xong rồi hử, ngâm tôm lâu quá, đợi nửa ngày đít muốn nổi chân châu rồi đây. Chuẩn bị mở thạch, vô số ánh mắt hít ra ma. Tô Đoán mở trước, viên thứ nhất, viêm tủy 50 năm. Những tiếng ồ lên kinh ngạc, không hổ là con nhà nòi, viên thứ hai 100 năm, viên thứ ba 200 năm, viên thứ bốn méo có gì, viên thứ năm là viêm tủy 500 năm. Không hổ là thiếu chủ Viên Đỉnh Tông. Chu Nguyên lúc này không để ý đến Tô Đoán kia, mà chỉ nhìn viêm tủy, ồ thì ra viên tủy 500 năm ngọn lửa bé kẹo như vậy. Sau đó dưới vô số ánh mắt, Chu Nguyên tay không tất sắt nắm chặt nắm đấm, không ít người tức muốn dựng râu, không ngờ Chu Nguyên thô tục mở viêm thạch lại thô bạo như vậy. Bỗng chốc một viên viêm tủy có ngọc lửa xích hồng bạo phát ra, toàn bộ phiên giao dịch nhiệt độ trở nên nóng bỏng, màn thể hiện bốc lửa tựa như bắn pháo bông. Cái này viêm tủy từ 100 năm đến 1000 năm. Có thể nói Chu Nguyên tạo nghệ viên thạch đã đạt đến cấp độ tông sư. Tô Đoán sắc mặt tái nhợt, đổ thạch này không nghĩ tới bị Chu Nguyên đánh bại nhục muốn đội quần, mất sạch nghĩa hết thể diện. Sau đó hắn lấy vòng đeo cổ mộc trên tay lột xuống quăng về phía Chu Nguyên. Nam Chính bắt lấy cổ mộc trong lòng rất thoải mái, thiếu tông chủ có kèo nào thơm như này nữa thì nhớ hú ta một tiếng nhé. Lần này cảm ơn nhoa. Sau màn thể hiện ảo tung chảo của Chu Nguyên, Phùng Oánh thán phục, không ngờ vị tiểu sư đệ của Thương Huyền Tông thật khá lợi hại, không biết khoai có lợi hại như vậy không. Lý Khanh Thiền biết rõ, khoai Chu Nguyên không lợi hại thì nàng cũng không dám dẫn theo. Bọn người Thánh Cung nhìn qua Chu Nguyên, lần này gặp mặt cũng có thể dự đoán thực lực của đối phương. Những tên khác đối với chúng đều là phế vật, riêng phần Chu Nguyên, vào trong viêm tủy chúng sẽ hành ra bã. Ra khỏi khu chợ giao dịch, Chu Nguyên kéo Tả Khâu Thanh Ngư đến một chỗ yên tĩnh. Nàng hé môi, Chu Nguyên ngươi nhìn chúng cái vòng cổ mộc trong tay tên kia. Sao mà ta có cảm giác như bị ngươi lợi dụng vậy? Chu Nguyên gãi gãi quả dưa hấu, hi hi, lời này khó nghe quá, chúng ta đây là gặp chuyện bất bình, liên thủ đánh thổ hào thôi. Bàn tay hắn vừa nhấc, một túi viêm tủy hiện ra, Tiểu Khâu Thanh Ngư đưa tay chọn lấy vài cái. Nể mặt Chu Nguyên biết điều, nàng tiết lộ một số tin tức về Thánh Cung, căn dặn Chu Nguyên phải cẩn thận tên Dương Huyền của Thánh Cung. Chu Nguyên gật gật, ta hiểu rồi, ta sẽ lưu tâm.
Trong vòng 3 ngày tới, Chu Nguyên toàn lực bế quan chạy nước rút, hấp thu ất mộc chi khí trong vòng tay hoàn thiện thái ất văn. Trong lúc Chu Nguyên tu luyện, Ô trưởng lão cùng đám người Ký Khanh Thiền thảo luận về đối sách tranh đoạt. Mà trải qua cuộc chiến tranh đoạt tới gần, Hắc Hỏa Thành cũng rơi vào một mảnh dao động. Trong 3 ngày này Chu Nguyên cực khổ bế quan trong phòng, sau khi chiếc vòng tay vỡ vụn, ất mộc chi khí đều bị hấp thu, thái ất văn đã hoàn thành một nữa. Chu Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng được sinh mệnh khí tức nồng đậm trong cơ thể. Hắn rạch một vết trên tay, ngay sau đó vết thương có ánh sáng xanh biếc thoáng hiện, nhanh chóng chữa trị. Mà lúc này có tiếng đập cửa truyền đến, Lý Khanh Thiền lạnh lùng như băng đứng ở phía trước. Chu Nguyên, ngươi mà không có đi ra, chúng ta liền khởi hành rồi đấy. Chu Nguyên nghe vậy có chút xấu hổ, vội vàng nói xin lỗi, cu cậu mải mê tu luyện quá không có để ý thời gian. Nghe được Chu Nguyên xin lỗi, Lý Khanh Thiền thở dài, được rồi, đi thôi. Nàng nhắc nhở đây là truyền âm thạch, có thể truyền tín hiệu trong vòng ngàn dặm, sử dụng như bộ đàm để cùng nhau hành động. Đúng là công nghệ xịn sò con bò. Ở sâu trong Hắc Viêm Sơn mạch, một ngọn cự sơn sừng sững phương viên mấy trăm dặm, cây cối đều biến thành tro, tạo thành một miệng núi lửa. Vô số thân ảnh lao đi như châu chấu bay vào bên trong. Cuộc tranh đoạt Viêm Tủy mạch bắt đầu. Lý Khanh Thiền dẫn theo đoàn người tiến về khu hạch tâm của Viêm Tủy mạch tranh đoạt. Chu Nguyên dần dần chậm lại tách đoàn với Lý Khanh Thiền, chiếm cứ một vùng bên ngoài hạch tâm. Lý Khanh Thiền quay đầu nhìn về phía sau nhắc nhở, "Chu Nguyên, cẩn thận." Nam chính vẻ mặt tự tin, "Yên tâm đi người đẹp." Chu Nguyên lấy lá cờ cắm xuống, nguyên khí khởi động khách tán ra phạm vi trăm dặm, bị xem nhẹ như vậy chung quy cũng có chút khó chịu, thằng nào mà tới đây thì xác định ăn trọn cơn tức giận của bố nhé. Đột nhiên một con nguyên thú lao tới, tội nghiệp số mạng xấu số, con này xác định là bị Chu Nguyên đâm như cái rỗ luôn. Kết quả thu được là một viên nguyên thú tứ phẩm, Thiên Viêm Tích. Sau khi Thiên Nguyên bút hấp thụ thú hồn tinh, một cỗ lực lượng khát vọng bên trong đó phát tán ra. Đây là dấu hiệu của đạo nguyên văn thứ 5 của Thiên Nguyên bút sắp thức tỉnh. Nếu có thể thức tỉnh, Thiên Nguyên bút sẽ tấn thăng thành Thiên Nguyên binh. Tiếp đó, Chu Nguyên như sát thần săn giết Thiên Viêm Tích trong phạm vi trăm dặm. Hắn thu thập được hơn 10 khỏa tứ phẩm hồn thú, cuối cùng để cho Thiên Nguyên bút hấp thu hết. Cách đó không xa một nhóm người tiếp cận Chu Nguyên, chúng nói chỉ vô tình đi ngang qua đây rồi phắn thật nhanh. Chu Nguyên cảm giác có gì đó sai sai ở đây. Cách đó trăm dặm đám người vừa nãy quay lại sát, nhân vị trí của Chu Nguyên với tên Tô Đoán. Hắn cay cú nghiến chặt răng, vụ Chu Nguyên làm hắn mất hết mặt mũi, quân tử trả thù một tuần chưa muộn. Tả Khâu Thanh Ngư lúc này đang ở địa bàn cột cờ của mình, nàng đang ưỡn cặp 10 năm roi căng tròn uể oải, một mình nơi này thủ hộ cũng nhàm chán. Bất thình lình ánh mắt Tả Khâu Thanh Ngư cảnh giác, có hai tên phóng như điên lao qua khu vực nàng thủ hộ mà không có cướp cờ của nàng. Nhưng theo sau hai tên đó, bên dưới là 500 anh em Thiên Viêm Tích. Tả Khâu Thanh Ngư nghi ngờ, nhiều Viêm Tích đuổi theo hai tên đó như vậy, chắc chắn có chuyện cổ quái, nàng núp vào một tảng đá, thì ra bọn chúng cố gắng tập trung Thiên Viêm Tích một chỗ. Kế hoạch của chúng là dẫn dụ Thiên Viêm Tích sang chỗ Trung Nguyên. Tả Khâu Thanh Ngư nghĩ cách phải báo cho Chu Nguyên mới được. Một lúc sau, Tả Khâu Thanh Ngư đã đến chỗ của Nam Chính, nàng hớt hải nói, "Chu Nguyên chạy nhanh đi, Tô Đoán dẫn dụ thú triều đối phó với huynh." Nghe xong Chu Nguyên cười khoái chí, "Ha ha, Tô Đoán thật là người tốt khéo hiểu lòng người." Thanh Ngư tưởng Chu Nguyên bị sảng, ăn nói ba láp ba sàm. Nàng không yên tâm nên ở lại chỗ Chu Nguyên, lỡ có chuyện gì thì còn có người kéo xác Chu Nguyên đi. Hắn quay lại nhìn Thanh Ngư, "Cảm ơn muội, Thiên Viêm Tích cuối cùng cũng đến rồi, khắp núi đồi Thiên Viêm Tích lấy Chu Nguyên làm mục tiêu tấn công." Chu Nguyên đứng trên đỉnh núi nhìn qua đám Thiên Viêm Tích đang đến gần, trong lòng thầm tính khoảng cách. Sau khi đến giới hạn nào đó, hắn quật mạnh Thiên Nguyên bút xuống mặt đất một cái. Sau khi kích hoạt nguyên văn, Thiên Viêm Tích bỗng nhiên bạo động, tán loạn ra bốn phía. Tô Đoán sửng sốt, thằng cờ hó này đã sớm có chuẩn bị. Tả Khâu Thanh Ngư lo sốt vó, nhiều Thiên Viêm Tích như vậy, huynh định làm sao? Chu Nguyên đứng hiên ngang phía trước, yên tâm cứ giao cho ta đi. Dứt lời Nam Chính nhảy lên cao vung Thiên Nguyên bút về phía đám nguyên thú kia, nguyên khí ánh kim trùm lấy bọn chúng. Tiếp theo là thời điểm biểu diễn kỹ xảo ảo tung chảo. Vừa dứt lời tất cả Thiên Viêm Tích đều có máu tươi chảy ra ở thất khiếu, tích tắc lập tức đều đã tử vong. Tên Tô Đoán nhìn thấy một màn biểu diễn có 102 của Chu Nguyên vẻ mặt bao dại, quát đờ héo, sao nháy mắt Viêm Tích đã chết hết rồi. Sau đó cả bầu trời thú hồn tinh rơi xuống như mưa, số lượng khủng bố đủ để Thiên Nguyên bút tiến hóa rồi. Nào người anh em Thiên Nguyên bút ăn đi. Thiên Nguyên bút điên cuồng hút sạch tàu máu thú hồn tinh. Hiện tại, Thiên Nguyên bút có thể biến to biến nhỏ giống gậy như ý của Tôn Ngộ Khỉ. Tùy thời có thể thu nó vào trong khí phủ, lấy thể nội nguyên khí ẩn dưỡng. Thú triều xem như giải quyết xong, Chu Nguyên quan sát liền đưa ra phán quyết, quả này mày chết với bối nhe Tô Đoán. Vãi ò vãi lờ, bị phát hiện rồi thiếu gia ơi, phát hiện ra thì có thể làm được gì, hắn chỉ là một thái sơ cảnh tứ trùng thiên, vẻ ngoài vô dụng còn vô tích sự nữa sợ cái méo gì. Tô Đoán ở trên cao nhìn xuống Chu Nguyên nói, Chu Nguyên ngươi chơi vậy ông bà cũng không độ nổi đâu. Chu Nguyên ngược lại cười đầy ẩn ý, ngươi bỏ đi mà sống ta không chấp nhất trẻ trâu và người khuyết tật não. Tô Đoán nghe vậy liền tức giận khóe miệng giật giật, miệng lưỡi bén nhọn thức thời thì cút khỏi khu vực này đi. Chu Nguyên cười lắc đầu, khó mà làm được. Tả Khâu Thanh Ngư thấy hình ảnh trước mắt thì sốc nặng, Chu Nguyên cẩn thận, bọn chúng sắp động thủ. Chỉ thấy Chu Nguyên búng tay một cái, bút như ý xuất hiện trong tay, phóng ra một dòng nguyên khí uốn éo, tóm gọn 5 tên thái sơ cảnh lục trọng thiên trong một nốt nhạc. Một cái xòe tay của Chu Nguyên đã tiễn dòng 5 tên thái sơ về nơi đất mẹ ấm áp. Tô Đoán ở giữa không trung, ngoác mồm kinh hãi, trừng mặt teo miệng cái chim. Cái này làm sao có thể?
Họa Mi tiếp tục gáy, ta cũng không tin Đường Đường là thiếu chủ Viêm Tông, mà không hàng phục được một đệ tử bình thường sao. Tiếng gáy vừa dứt, hắn lập tức thi triển Viêm Đỉnh Thuật, một cái viêm đỉnh to đùng ở trên đỉnh đầu của hắn được hình thành. Âm thanh chân thật và hình ảnh sống động trước mặt Chu Nguyên, là một hỏa cầu đang chấn áp xuống. Chu Nguyên vung bút, một đường xoẹt qua viêm đỉnh toét làm đôi. Trái ngược với Nam Chính Điềm Tĩnh, tên Tô đoán ăn rồi lại báo. Ảo tưởng sức mạnh xuất ra 5 cái đỉnh đồng nát lơ lửng trên không trung, xem ông đây đập nát cái đầu ngươi này. Vẫn chiêu cũ rít xưa như quả đất rồi thằng đần. Một quả hỏa cầu to gấp 5 lần cái nãy úp xuống đầu Chu Nguyên, ngay sau đó một luồng nguyên khí từ đầu bút đâm xuyên qua hỏa cầu. Tô đoán sợ vãi cả linh hồn, nhìn thấy cái luồng lưu quang phóng nhanh như tia chớp. Mồ hôi lạnh trên trán của hắn chảy xuống, ngòi bút còn cách cổ họng hắn vài phân, chỉ cần thêm một xíu nữa là hắn đoàn tụ với các cụ. Khuôn mặt hắn dại ra, ngươi thắng rồi, từ nay Họa Mi hết còn dám gáy nữa. Nghe được lời này từ tên Tô Đoán, Chu Nguyên thu hồi bút như ý trong tay, tất cả các chiêu của Tô Đoán đều bị phá đi, nguyên nhân chủ yếu là đạo nguyên văn phá nguyên này. Sau khi Chu Nguyên giải quyết xong Tô Đoán, thì người đẹp Tả Khâu Thanh Ngư cũng chuẩn bị quay về trông coi lãnh địa của mình. Quan hệ song phương xem như cũng quen biết, Chu Nguyên không khách sáo, "Thank you Vinamio, bên Sugar Baby có chuyện gì cứ hú ta một tiếng." Tả Khâu Thanh Ngư nghe vậy hơi nhếch mỏ, suốt ngày chỉ biết đánh giết, nếu bàn về uy lực thì vẻ đẹp này còn sát thương hơn Thiên Nguyên binh đó. Chu Nguyên đầu đất không hiểu rõ tâm tư con gái nhà người ta. Sau khi Tả Khâu Thanh Ngư rời đi, chỗ của Chu Nguyên rút cuộc cũng thanh tĩnh trở lại. Nam Chính tiếp tục tu luyện Thiên Dương thần lực, trong lúc tu luyện đôi mắt cú vọ chợt phát sát ra, vội dùng tai đeo Bluetooth hiện đại truyền âm, "Alo alo Lý sư tỷ, người của Thánh cung sông tới rồi." Tín hiệu truyền đi, nhưng bên kia méo có người nào trả lời. "Thôi thì các người cố gắng trấn thủ đi. Thực lực của đối phương so với chúng ta quá mạnh mẽ." Khung cảnh được chuyển đến khu vực trung tâm Viêm Tủy Mạch, lúc này là cuộc đối thoại giữa những người đàn ông và phụ nữ Thương Huyền Tông, không nghĩ tới Dương Huyền kia lại mạnh mẽ như vậy, thì ra là hắn cố tình ẩn giấu thực lực. Hóa ra vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đã đến, đương nhiên đó là Dương Huyền thánh tử của Thánh cung. Cùng lúc đó, bên ngoài miệng núi lửa của Viêm Tủy Thạch, Ô trưởng lão đang đấu võ mồm với trưởng lão Thánh cung. "Các ngươi làm việc quá bá dơ. Ngươi cho rằng Thương Huyền Tông còn huy hoàng như trước kia sao? Dám cùng Thánh cung bọn ta tranh đoạt chén canh." Ô trưởng lão trầm mặt, "Ai thắng ai thua đừng có đắc ý sớm." Trở lại vùng trung tâm của Viêm Tủy Mạch, thanh niên Dương Huyền vừa mới xuất hiện, liền hổ báo muốn chiếm hết vùng Viêm Tủy Mạch, trừ hai khu vực mà hai thánh tử Thương Huyền Tông chiếm cứ, có thể chiếm thêm 100 dặm nữa. Tất cả còn lại là của Thánh cung bọn chúng. Tần Hải tỏ vẻ giận dữ, "Khẩu khí lớn quá đấy, chỉ được cái được miệng lờ, chỉ bằng ngươi mà muốn chiếm một nửa địa bàn của chúng ta sao?" Dương Huyền nghe thế cười ha há như tên ngáo đá, "Rượu mời không uống muốn uống rượu nho, cút khỏi nơi này, không ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ hội." Dưới mắt của Bạch Ly và Tần Hải, Dương Huyền không phải là ngũ trùng thiên mà là thất trọng thiên hậu kỳ. Nguyên khí hắn bộc phát thật mạnh, bởi vì Dương Huyền đã đem nguyên khí tự thân phong ấn lại. Mặt hắn dần tối lại, nụ cười càng ẩn ý, "Hiện tại chúng ta đùa nghịch chút nhé." Lý Khanh Thiền thấy cảnh này thì biết không hay rồi, "Triệu Trúc chúng ta tới hỗ trợ." Lý Kha Thiền, Triệu Trúc chưa kịp xuất thủ thì hai tên Thánh cung, Vương Ly và Tào Kim Trụ đã bước đến phụng bồi giữ chân họ lại. Bên phía Bạch Ly và Tần Hải, trận chiến diễn ra ác liệt sắp toang con miệng nó rồi. Bộ dạng chật vật, cứ liều một phen chờ người tới hỗ trợ. Dương Huyền nhìn qua hai người mỉm cười nói, "Thành thành thật thật lăn ra Viêm Tủy Mạch đi, không tới Thương Huyền Tông các ngươi tranh đoạt đâu." Bạch Ly giận dữ hét, "Nằm mơ giữa ban ngày hả mày?" Dương Huyền khẩu nghiệp từ đầu đến đít, "Nếu các ngươi không thức thời, vậy ta chỉ có thể đánh gãy chân các ngươi rồi ném ra ngoài thôi." Bạch Ly cùng Tần Hải căn bản không phải là đối thủ của Dương Huyền. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, xem ra họ sắp không chịu nổi nữa rồi. Chu Nguyên thở dài một hơi, "Các ngươi như thế này sẽ hại nhiệm vụ của ta thất bại đó." Bạch Ly và Tần Hải đều đem sức chiến đấu thi triển đến cực hạn. Kiếm Vệ Hổ, Đại La Kim Huyền trưởng hợp kích đánh về phía Dương Huyền. Bên dưới Dương Huyền thi triển Thánh Dương Thuật, công kích của Tần Hải và Bạch Ly như bị phản đam, cả hai người lập tức bị bắn ngược ra xa. Ở một khoảng cách kia, Dương Huyền nhìn qua Bạch Ly, Tần Hải nói, "Các ngươi không nên tự rước lấy nhục hết lần này tới lần khác, Bạch Ly ngươi vẫn còn có thể đứng lên được sao?" Lúc này khóe miệng Bạch Ly thổ huyết, Dương Huyền thấy thế vung tay lên, bắn thẳng một luồng nguyên khí xuyên qua người nàng. Tần Hải cũng bị thương không hơn không kém Bạch Ly, cả thân hình đang nằm bê xê lách bên đống đất đá đổ nát sau khi bị dính một chiêu vừa nãy của Dương Huyền. "Lý sư tỷ, Triệu sư huynh chúng ta đã dốc toàn lực." Trong khi đó Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc đang giằng có với Vương Ly, Tào Kim Trụ, nghe được truyền âm của Bạch Ly, Tần Hải, nàng không nhịn được. Nhưng đối mặt cục diện này, nàng lại không có quá nhiều biện pháp, cũng chưa thể thoát khỏi hai con đỉa đói Thánh cung này. Bên ngoài miệng núi lửa, Ô trưởng lão vẻ mặt hơi rét, cục diện trước, mắt lão biết rằng Thánh cung rất nhiều thủ đoạn, hắn cũng không thể làm gì. Mà Dương Huyền lúc này, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Bạch Ly, xem ra lần này Thương Huyền Tông các ngươi rất nhanh cả đoàn sẽ bị diệt. Bạch Ly thời khắc này cũng dáng gượng đứng lên, "Dương Huyền, ngươi đừng có ngông cuồng." Chỉ thấy Dương Huyền trên tay một đạo quang mâu lấp lóe. "À, tuy rằng giết các ngươi sẽ khiến ta gặp một chút phiền toái, nhưng ngươi đã quá cố chấp như vậy thì cũng đừng trách ta." Cách đó không xa, vô số đệ tử Thương Huyền Tông kinh hô vang lên, "Bạch Ly sư tỷ." Ngay khi quang mâu sắp đánh trúng Bạch Ly, đột nhiên vô số tia sáng tạo thành một tấm lưới cản quang mâu lại. Bạch Ly kinh ngạc nhìn qua thân ảnh kia, "Chu Nguyên, ngươi là thằng ngu à, đi mau." Nam Chính hiên ngang hướng mắt về Dương Huyền,
ta không phải còn ở nơi này sao, chuyện cả đoàn bị diệt còn chưa chính xác đâu. Tại một nơi xa kia, Lý Khanh Thiền nghe được truyền âm, nàng không nhịn được nói, Chu Nguyên, ngươi tới nơi này làm cái éo gì? Muốn đi tìm chết thì thánh cũng không độ nổi đâu. Chu Nguyên truyền âm lại, Khanh Thiền sư tỷ, ta cũng là một thành viên của Thương Huyền Tông, nếu mà thời điểm này ta còn ở bên ngoài thì cũng không tốt lắm đâu. Trong khi đó Dương Huyền lười nhát không muốn nhìn, không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội heo mà còn tạ nữa, đệ tử Thương Huyền Tông các ngươi thật là có chút thú vị đó. Vừa nói hắn vừa phẩy phẩy tay, Lam Hải ngươi ra tay giải quyết tên ngu xuẩn đó đi. Sau đó một lúc, một tiếng rên la thảm thiết, một bóng người bị đánh bay vùi thây trong đống đá đổ nát. Bạch Ly giật mình thất thanh la lên, Chu Nguyên, nhưng có gì đó sai sai, thằng nằm ở kia không phải bên mình mà là người của Thánh Cung. Vô số ánh mắt cùng ý nghĩ không giống nhau, Chu Nguyên bước tới, tôn trọng nhau một chút đi, ngươi nghĩ ta đến để xích đồ ăn sao? Dương Huyền cười gật gật đầu, thú vị đấy, hay lắm, để ông đây xem nhà ngươi ghê gớm như thế nào. Trong nháy mắt hắn xuất thủ trước, nguyên khí bạo phát vô số cốt châm bắn xuống như mưa. Chu Nguyên ngẩng đầu, Huyền Mãng Đại Kim Trung, một con kim mãng bao phủ Chu Nguyên vào trong một cái chuông lớn màu vàng. Đồng thời Cửu Long Điển, cấp độ Cửu Long cũng được thi triển, 9 con rồng hung sát phóng tới Dương Huyền. Hắn phá thế công của Chu Nguyên chỉ bằng một cú đấm thần sầu, đập tan 9 đầu Cửu Long kia. Trong lòng Chu Nguyên âm thanh nhẹ nhẹ vang lên, Thiên Nguyên Bút, Phá Nguyên. Kim quang lướt đi, đồng thời Dương Huyền cảm giác một tia bất an, song trưởng nhanh chóng tạo thành một đạo quang luân có tên Thánh Luân Thuật, ngay sau đó kim quang đâm thủng quang luân, giống như giấy mỏng đồng dạng bị xé rách. Con người Dương Huyền co lại, quát đờ héo, Thánh Luân của ta bị phá vỡ rồi sao? Thái độ hùng hổ của Dương Huyền trong phút chốc biến mất, cả hai thân ảnh lướt qua nhau trên không trung, rồi mỗi người hạ cánh ở một phương, chỉ thấy ngòi bút trong tay Chu Nguyên có máu tươi chảy xuống. Xem ra muốn ta chết ở đây, các ngươi còn phải cố gắng hơn nhiều. Mà nơi bả vai Dương Huyền xuất hiện một vết thương chà bá, ai cũng không nghĩ tới Dương Huyền lại bị Chu Nguyên gây thương tích. Gương mặt Dương Huyền cực kỳ ngoan độc dữ tợn, Chu Nguyên, ta hôm nay nhất định phải phế ngươi. Một dòng lũ nguyên khí phóng lên tận trời, nguyên khí cực mạnh, đây là thực lực của Thái Sơ cảnh thất trùng thiên. Hai tay Dương Huyền thủ ấn, vô số bóng dáng quỷ dị xuất hiện, ẩn chứa tử khí, một khi bị ăn mòn nhục thân sẽ bị thối rửa. Chu Nguyên, cho ngươi biết thực lực thật sự là như thế nào. Vạn cốt nguyên khí, đi chết đi, vô số đạo nguyên khí không ngừng đánh xuống Chu Nguyên. Nam chính không xoắn chút nào, Thiên Nguyên bút lại lần nữa thúc giục lực lượng phá nguyên. Phá cho ta. Ngòi bút cùng dòng lũ nguyên khí đụng vào nhau, vô số ánh mắt méo có chấp được, họ chấn động nhìn thấy dòng lũ nguyên khí bắt đầu sụp đổ. Chu Nguyên, tiểu tử này mạnh vậy sao? Dương Huyền sắc mặt lúc này càng lúc càng âm trầm, hóa ra là có Thiên Nguyên binh trợ lực. Bất ngờ Chu Nguyên thuấn di xuất hiện quỷ dị ngay và luôn ở phía sau lưng Dương Huyền. Ngòi bút cùng song trưởng lướt qua, không gian rung chuyển. Ngòi bút sắp xuyên thủng thân thể Dương Huyền, liền bị một đạo cốt tiên ngăn trở lại. Dương Huyền hắn lúc này gắt gao nhìn qua Chu Nguyên, ngươi thật sự nghĩ chỉ có ngươi mới có Thiên Nguyên binh sao? Dương Huyền, Chu Nguyên lại lần nữa va chạm, thân ảnh Chu Nguyên bị đẩy lùi. Dương Huyền ánh mắt khoái miệng đầy châm chọc, ngươi trước đó không phải rất ngông cuồng sao? Cốt tiên trong tay hắn đột nhiên chấn động, một đạo thiên cốt tiên thiên cốt ảnh hội tụ xung quanh hắn. Chu Nguyên cũng hấp thu nguyên khí thiên địa, kim quang óng ánh bộc phát ra, Thiên Nguyên bút vạn kình văn. Vô số đạo ánh mắt nhìn như muốn rớt tròng ra bên ngoài, sao rồi, xảy ra chuyện gì rồi? Đánh hòa rồi ư? Trong mắt Dương Huyền lúc này lóe sáng, vốn dĩ đạo phong ấn của hắn là chuẩn bị cho tranh đoạt Thánh Cung 12 thủ tịch, không ngờ hôm nay lại dùng để đối phó Chu Nguyên. Ngươi phá chuyện tốt của ta, ta sẽ nghiền nát ngươi từ trên xuống dưới, để xóa bỏ nổi nhục như cá nụt này. Ai cũng không nghĩ tới Dương Huyền còn át chủ bài, lần này Chu Nguyên đoàn tụ với các cụ là cái chắc rồi. Dương Huyền vừa sải chân, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chu Nguyên sắc mặt biến đổi, tiên cốt binh phá không mà tới đánh mạnh vào thân bút, Chu Nguyên chúng phải trọng kích bắn ngược trở ra ngàn trượng, một kích này Chu Nguyên hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Ở giữa thiên địa, Dương Huyền hung lệ nhìn Chu Nguyên, giờ phút này đây chính là sàn diễn của bố mày, loại như mày, rút cuộc đỡ được mấy roi của bố. Nhưng mà Chu Nguyên không có trả lời hắn, 36 kế chạy là thượng sách. Dương Huyền trêu tức nhìn thân ảnh kia, đánh không lại thì muốn chạy, ngươi nghĩ ngươi chạy thoát nổi không con trai? Hiển nhiên là hắn không có ý định buông tha Chu Nguyên. Ngắn ngủi mấy chục giây, hai người chính là xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Dương Huyền mỉm cười, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Chu Nguyên cũng không thèm để ý đến hắn, hai tay kết ấn. Mặt đất nứt ra, sắc mặt Dương Huyền băng lãnh nói, kết giới sao? Hóa ra là người dẫn dụ ta tới đây. Chu Nguyên cũng méo trả lời hắn, bàn chân dẫm mạnh, còn người lạnh lẽo, thiên lôi huyền hỏa kết giới. Lên là lên, lôi đình cùng xích hỏa cực hạn đánh xuống. Thân thể Dương Huyền lúc này tựa như sương mù âm lãnh bao phủ bốn phía. Hắn thi triển thi cốt vụ mặc cho lôi đình đánh xuống. Ngươi cho rằng có thể làm tổn thương được ta sao? Đông đảo bà con đều nhìn qua, lôi đình xích hỏa không ngừng bị âm hàn hóa giải. Dương Huyền rõ ràng chặn được công kích của Chu Nguyên rồi. Bất quá lúc này Chu Nguyên hít sâu một hơi, một tiếng quát khẽ vang vọng lên, Thiên Dương Thần Lục, Thiên Dương Hỏa, một quả cầu lửa màu xanh phun thẳng về phía Dương Huyền. Tên Dương Huyền cũng méo phải loại ngu si tứ chi phát triển, hắn lập tức thi triển Thiên Nguyên Thuật, yêu cốt giáp, một bộ sâm bạch cốt giáp nhanh chóng được hình thành quanh thân thể hắn. Quả cầu lửa màu xanh lao tới, cuốn lấy thân thể Dương Huyền. Một tiếng nổ lớn không khí như bị thiêu đốt. Chu Nguyên chính là đợi khoảnh khắc này, thành công rồi sao? Một chiêu Thiên Dương Hỏa của Chu Nguyên đã đem đại địa nham thạch hòa tan,
huyết sắc bao trùm cốt giáp biến thành một màu đỏ như máu tươi. Thực lực giữa hai người chung quy vẫn là chênh lệch quá xa. Dương Huyền ngẩng đầu mỉa mai khinh miệt nhìn về phía Trung Nguyên, người có thể cười tới cuối cùng chính là ta. Thân ảnh Trung Nguyên bắn nhanh như tên lửa lao về phía Dương Huyền, hiển nhiên là Trung Nguyên định đập nồi dìm thuyền. Dương Huyền thấy thế nhe răng hổ báo cười lớn, ngươi là đang vội vã muốn chết sao? Song phương sắp đụng nhau, ngân quang màu bạc nhanh chóng lan tràn, hình thành một bộ chiến giáp bao trùm cả thân thể Trung Nguyên. Âm thanh lặng lẽ phun ra, ngân ảnh khởi động, va chạm trong nháy mắt, quyền đối quyền trên không trung, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau vụ nổ đó, cả hai bắn ra không nhúc nhích xíu nào. Tiếng gió thổi qua, trong mắt Trung Nguyên có chút giật giật, bố mày nhị mày lâu lắm rồi, xem ra ngươi vừa nãy cười hơi sớm rồi đó. Dương Huyền ánh mắt ngưng kết trên cánh tay mình, huyết nhục cùng xương cốt đều hóa thành huyết vụ, bọt máu văng tung tóe. Rồi hắn từ từ ngã sấp mặt lở trên mặt đất. Âm thanh lúc này vang vọng cả thiên địa, Trung Nguyên thắng rồi, Trung Nguyên của Thương Huyền Tông đánh bại Dương Huyền của Thánh Cung rồi. Bạch Ly cùng Tào Kim Trụ không thể tưởng tượng nổi kết quả này. Trong khi đó bọn Thánh Cung Vương Ly điên tiết, tiểu tử thâm độc ta sẽ không tha cho ngươi. Bất quá hắn chưa kịp lướt đi thì Lý Khanh Thiền đã chặn ở phía trước. Đủ mía, Vương Ly mày muốn ta tay à? Không phải nói thánh tử solo thánh tử sao? Mày muốn bôi xích lên mặt mà đi đánh với tử đối đệ tử sao? Vương Ly ánh mắt sắt lạnh tràn đầy thù hận. Lý Khanh Thiền chim cút trên bờ, đừng có cản đường ta. Nàng mỉa mai nói, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh ăn cút chim bờ của ta hay không. Bao lông bao ngon đấy. Trải qua từng đó chuyện mọi người đã tin Trung Nguyên, bây giờ vậy thì đi cướp lại địa bàn đã bị đánh mất thôi. Từ thời khắc Dương Huyền bị đánh bại, cuộc chiến viêm tủy mạch đã thay đổi cực lớn. Thương Huyền Tông đệ tử dưới sự dẫn dắt của Trung Nguyên đoạt về đủ 800 dặm khu vực chiếm lĩnh. Khi thời gian tranh đoạt cận kề nhiều, cũng đã phân ra thắng bại. Mà lần này Lý Khanh Thiền đối với Trung Nguyên bình thường băng lãnh, hôm nay lại tươi cười mỹ lệ. Trung Nguyên nhiệm vụ lần này ngươi có công đứng đầu, đa tạ may mà có người không là cảm đám ăn bóc xít mà ăn hết rồi. Ây da ha ha, sư tỷ quá khen rồi. Lúc này trong viêm tủy mạch vang lên tiếng chuông lớn, báo hiệu cho mọi người viêm tủy mạch chi tranh chính thức kết thúc. Viêm tủy mạch chi tranh sau khi kết thúc, tên tuổi Trung Nguyên như nổi như cồn lào được nhiều người biết đến. Đồng thời, làm loạn kế hoạch nhúng tay vào Hắc Viêm Châu của sư đồ Thánh Cung. Tại Hắc Viêm Thành, hôm nay chính là ngày Tả Khâu Thanh Ngư về Bách Hoa Tiên Cung. Trung Nguyên đặc biệt tới đưa tiễn, nàng vốn nghĩ tu luyện trong khoảng thời gian này rút ngắn khoảng cách với Trung Nguyên, nào ngờ nam chính vẫn biến thái như ngày nào. Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, hợp mặt rồi lại sẽ tan, vậy thì chia tay ở đây thôi, giúp ta thăm hỏi yêu yêu. Nói xong Tả Khâu Thanh Ngư xách mông đít cùng cặp bưởi năm roi rời đi. Diễn biến tiếp theo ở phòng của Ô trưởng lão, nhiệm vụ hoàn thành bây giờ cũng đến thời điểm luận công. Bạch Ly, Tần Hải được thượng công. Lý Khanh Thiền và Triệu Trúc đương nhiên cũng là thượng công. Còn về chủ công đương nhiên thuộc về nam chính Trung Nguyên nhà ta rồi. Sau khi được luận công xong, tất cả chuẩn bị trở về Thương Huyền Tông. Đoàn người Trung Nguyên vừa về tới, lập tức có nhiều tiếng bàn luận xôn xao, chủ yếu hít ra ma về Trung Nguyên mặt dày không biết xấu hổ, chạy đến khu hạch tâm bợ đít nâng víu Lý Khanh Thiền, cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp. Lúc này, chấp sự nhiệm vụ Đường ánh mắt nhìn xung quanh nói, nhiệm vụ Hắc Viêm Châu hoàn thành viên mãn. Chấp sự tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này, thượng công có Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc, Bạch Ly và Tần Hải. Chùm server VIP bờ rồ nhất lần này, đương nhiên thuộc về Trung Nguyên. Nam chính cầm lấy hai thẻ ngọc bài đại diện cho hai đạo thiên công. Cục diện này cơ chút vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Trung Nguyên sau khi vui vẻ nhận lấy ngọc bài thiên công, lập tức quay về động phủ muốn chia sẻ niềm vui với yêu yêu. Trung Nguyên vừa mới bước vào động phủ, vãi ò, anh không chơi BD bé ơi, Thẩm Vạn Kim mừng khóc cả dòng sông, tiểu Nguyên ca huynh về rồi. Nam chính tay nhanh hơn não, túm lấy Thẩm Vạn Kim, sao lại là ngươi, yêu yêu đâu? Từ khi Trung Nguyên đi làm nhiệm vụ, yêu yêu cũng nhận nhiệm vụ thiên cấp đi luôn. Trước khi đi, nàng cho Thẩm Vạn Kim làm ô sinh cao cấp, dọn dẹp động phủ sạch sẽ cho Trung Nguyên. Hôm sau, tại cầu đạo điện, Thẩm Thái Uyên tươi cười vuốt chùm râu dây cụ, hôm qua trưởng giáo khen ngươi làm ta muốn nổ cái lỗ mũi. Thẩm Thái Uyên cười cười, lần này con đã lập công to bằng con voi, có muốn lấy hai bà Trưng nữa không? Trung Nguyên chắp tay vẻ mặt vô số tội, xin thẩm sư cho con đi nốt cái thủ tục chi tranh của Thánh Nguyên Phong luôn ạ. Lời vừa nói ra, đại điện rất nhiều âm thanh, ánh mắt kinh nghi, đù mía thằng này hấp tấp ăn ốc hấp xả đến vậy sao? Ráng chờ thêm một năm nữa đi con, lúc đó ốc lớn rồi ăn luôn. Thẩm Thái Uyên thấy Trung Nguyên khăng khăng như thế, thôi đồng ý nghĩa cho thằng con nó vui. Nhưng mục đích của nam chính là đạo thánh văn thứ hai ở ẩn giấu trong đó. Cuối cùng Trung Nguyên cũng đợi được đến ngày này. Nửa né hương sau, thân ảnh Trung Nguyên trên cân đầu vân xé gió mà đi, lao như điên về Thánh Nguyên Phong phong chủ. Cảnh cũ còn đây mà thằng cha già vẫn còn quét rác. Nam chính hạ cánh an toàn, hế lô cho xin hai đôi nhé Huyền lão. Thân ảnh già nua nghe được âm thanh xé gió, ngẩng đầu lại nhìn, á đu tưởng cục nợ vô dụng nhưng cũng được việc ghê nhỉ, tiểu tử xem ra người biết giữ chữ tín đấy. Huyền lão nghĩ rằng Trung Nguyên định chơi bài chung ăn quỵt nợ, dù sao lão cũng nửa bước đặt chân vào quan tài, không có gì uy hiếp lớn đối với Trung Nguyên. Trung Nguyên nghe vậy bĩu môi cứ thái độ bánh mì bơ đi mà sống, với thân phận của lão ở Thương Huyền Tông, ho một tiếng trưởng giáo cũng xoắn đít. Anh đây méo có chơi ngu mà lấy tiếng đâu ông già. Trung Nguyên hai tay cầm ngọc bài thiên công, con kính cẩn dâng lên cụ ạ. Nợ nần cũng xóa hết nghĩa rồi, Trung Nguyên xin phép cáo lui. Tuy nhiên kịch bản nào dễ cho Trung Nguyên đi như vậy. Ngay lúc sắp rời đi, âm thanh Huyền lão truyền đến, suy cho cùng ngươi đối với ngọn núi chính này rất có cái hứng của con thú đúng không?
nghe nói ngươi đặt công đầu, vậy hẳn là còn có thêm một đạo thiên công nữa. Trung Nguyên nghe vậy lập tức cảnh giác che giấu túi càn khôn đi, luống cuống nói, lão già không định chiếm luôn của con đấy chứ. Huyền lão có chút dở khóc dở cười, hai mắt nhắm lại lắc đầu nói, bà nghĩa mày thiên công đối với tao vô dụng, nhưng ông đây độ lượng có thể cho ngươi đổi lấy một đạo thiên công từ chỗ lão phu. Trung Nguyên khẽ giật mình, u là trời, thầy ông nội cũng có thiên nguyên thuật để đổi sao? Sau khi nhận xong nốt cái thiên công còn lại của Trung Nguyên, Huyền lão móc ra một thẻ bài VIP. Này cầm lấy, Trung Nguyên thầm nghĩ thẻ này chắc vé VIP massage thư giãn các kiểu. Nhưng sự thật nào có dễ ăn của ngoại như thế, đó là một đạo tiểu huyền thánh linh thuật, đây chỉ là phiên bản giản đơn có liên quan đến huyền thánh linh thuật. Mà ngày sau Trung Nguyên tu thành cái này, có thể nói là làm ít công to. Trung Nguyên vãi o mắt chữ o mồm chữ a, khi thấy thêm 6 đạo ngọc giản lơ lửng trước mặt, tiểu thiên nguyên thuật, tiểu lôi ngục thuật, trời ơi sao thầy ông nội ngầu lồi thế. Bất quá lúc này Trung Nguyên xúc động bật nhìn thoáng qua, những thứ này đều là thiên huyền thuật phiên bản giản lược sao? Huyền lão cười híp mắt hỏi, làm sao ngươi chê bản lai này à? Trung Nguyên như gà con mổ thóc gật gật đầu, lai lai rất hài lòng ạ, thầy ông nội những thứ này cho con hết sao? Trọng yếu Trung Nguyên tu luyện thái ất thanh mộc ngân, sẽ làm nhục thể có được sinh mệnh lực, nên nếu kim tu luyện thể sẽ ghê gớm cỡ nào. Cuối cùng Trung Nguyên quyết định lựa chọn tiểu huyền thánh thể. Thắc mắc ở trong lòng của Trung Nguyên lúc này, vì sao Huyền lão lại giúp mình nhiều như vậy? Căn bản là Trung Nguyên không quỵt nợ, tuân thủ ước hẹn, hơn nữa còn bố đời như lão nên mới có được cơ duyên này. Một lúc sau, Trung Nguyên theo Huyền lão vào sâu trong rừng. Đồ vật mà Trung Nguyên muốn lấy nằm ở phía trước, một gốc cổ thụ to trà bá lửa che kín cả bầu trời. Đó là long lân hòe thụ, một loại cổ mộc mà Thương Huyền lão tổ từng cấy ghép gieo trồng. Nó sống rất lâu đời, sớm đã sinh ra linh trí. Hiện tại nó đang say cây ngon giấc, khi tỉnh giấc ngay cả thiên dương cảnh cũng chỉ là mũi đối với nó. Nhìn qua cổ thụ kia, Trung Nguyên cảm nhận thái ất văn cực kỳ chấn động. Hắn không nghĩ tới cổ thụ này lại đáng sợ đến vậy. Huyền lão hỏi lại lần nữa, sao nào? A du z đi. Trung Nguyên hít sâu một hơi minh dương, thằng Trung Nguyên này trước giờ không ngán bố con thằng nào, chứ đừng nói đến một cái cây. Huyền lão dường như nhận ra cảm xúc cùng dáng vẻ bố đời của Trung Nguyên, sau đó từ trong tay áo lão ra một dụng cụ bá đạo chuyên nghiệp của dân cạo mũ cao su. Huyền lão lẹp bẹp nói, năm đó ta cạo biết bao nhiêu mũ làm thành được một cái nệm kim đan, để xem lần này ngươi có trở thành truyền nhân cạo thủ như ta không. Trung Nguyên cầm dao, hai mắt khóa chặt long lân hòe, chỉ còn cách năm trượng nó vẫn chưa phát hiện ra Trung Nguyên, thừa dịp bây giờ lấy mũ nó coi như nam chính thành công. Trong nháy mắt Trung Nguyên bắn mạnh đi, mặt đất như chưa từng có động tĩnh. Nà ní, cái dây quần què này ở đâu chui ra vậy? Trung Nguyên vãi cả mồ hôi hột, thở dài một tiếng, vẫn là bị phát hiện rồi. Vô số đạo dây mây sắc bén đánh xuống Trung Nguyên, bên dưới Trung Nguyên nhanh chóng hình thành một cái chuông lớn màu vàng, bao phủ quanh thân. Vô số dây mây đâm trúng kim chung, mặt ngoài kim chung bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Lực phòng ngự của kim chung lớn như vậy mà vẫn không ngăn được công kích của dây mây, đúng là đáng sợ quá đi. Trung Nguyên ở giữa không trung bắn ra một luồng thiên dương hỏa. Mặc kệ ngọn lửa xanh của Trung Nguyên to cỡ nào, gặp phải dây mây long lân hòe, nó cũng bị bổ ra làm đôi. Ở ngoại vi, Huyền lão phì phà phê thuốc, nhìn qua Trung Nguyên chật vật thản nhiên nói, địch mợ thằng kia, ngươi kéo dây thun là dây mây thức tỉnh càng nhiều, đến lúc long lân hòe tỉnh dậy thì bố Trung Nguyên cũng bó tay chứ đừng nói là thằng Trung Nguyên. Đối diện thế công khủng bố của dây mây, đồng tử Trung Nguyên thánh văn cổ lão hiển hiện, thiên nguyên bút cũng xuất hiện ở trong tay. Ngay khi thánh văn xuất hiện, vô số dây mây vốn đang lao tới kia lại hơi dừng lại. Những dòng nguyên khí được vận chuyển trong dây mây, nếu có thể đem nó chặn lại thì những dây mây này sẽ tạm dừng lại. Theo công kích của thiên nguyên bút, vô số bút ảnh gào thét lao ra. Mỗi một ảo ảnh đều điểm chúng vào một vị trí nào đó trên từng dây mây, dòng nguyên khí vận chuyển trong dây mây lập tức đình trệ vận chuyển. Ngay trong chớp mắt những dây mây đang chuẩn bị đánh trúng Trung Nguyên, nháo nhào rơi xuống. Ngay khi Trung Nguyên rơi xuống mặt đất, vô số dây mây lốp bốp như pháo hoa. Huyền lão thấy được một màn này, cũng trầm trồ. Tiểu gia hỏa này vậy mà có thể làm được bước này. Trung Nguyên lúc này ánh mắt rực lửa, chém quên trời quên đất vào lân phiến thụ. Ha ha sướng tay quá. Đột nhiên trong lòng Trung Nguyên phát lạnh, đây là long lân hòe sắp thức tỉnh. Dây mây trực tiếp hất Trung Nguyên văng ra ngoài. Trung Nguyên ngã dúi dụi trước mặt Huyền lão, ây ra bơ đầu rồi. Huyền lão hầm hầm, tên tiểu tử tham lam kia, chẳng phải ngươi muốn mấy cái thôi sao? Dây mây định biến Trung Nguyên thành phân bón, nhưng để hắn là men chính nên cũng không dám làm bừa, dần dần yên tĩnh trở lại. Hai người đường cũ trở về, cuối cùng ra khỏi đại sơn. Huyền lão đứng ở ngoài rừng rậm, thở dài một hơi, quả nhiên là thế. Trung Nguyên sau khi lấy được thụ lân từ chỗ Huyền lão, liền quay về động phủ. Có sự giúp đỡ của long lân hòe thụ cổ này, Trung Nguyên tranh thủ thời gian tu luyện thái ất văn. Thái mộc chi khí dưới sự điều khiển của nam chính, từng chút một dung nhập vào huyết nhục. Năm ngày tiếp theo Trung Nguyên chuyên tâm tu luyện ở trong động phủ, luyện hóa hòe thụ. Qua 2 tháng khổ tu, Trung Nguyên cũng hoàn thiện thái ất văn. Lúc này, ngoài động phủ tiếng Thẩm Vạn Kim gọi ầm ĩ, "Tiểu Nguyên ca, đại tỷ quay về rồi, hiện đang ở nhiệm vụ đường." Trung Nguyên trong lòng đại hỉ, yêu yêu tỷ cuối cùng cũng về rồi. Cả hai sau đó nhanh chóng tiến về nhiệm vụ đường, Thẩm Vạn Kim thần thần bí bí nói, "Tiểu Nguyên ca, huynh biết lần này quay về cùng đại tỷ ngoài Diệp ca ra còn ai nữa không?" Trung Nguyên khẽ giật mình. Thẩm Vạn Kim chép miệng nhất dương chỉ về hướng đó. Chính là hắn. Trung Nguyên, Thẩm Vạn Kim khóe miệng giật giật, hú hồn chim én, thánh tử Sở Thanh, sao hắn lại là một tên đầu lỏ vậy?
cả hai rơi vào trầm tư. Quả đầu bóng đèn này của Sở Thanh là do nguyên nhân luyện chồng Mông Công quá độ nên toàn thân không còn một cọng lông tơ, thằng nhỏ cũng trụi luôn. Sở Thanh lúc này hắc xì một cái, đậu mía thằng nào nhắc bố mày. Sở Thanh không sao chứ, không sao ha ha ha. Mà cũng may lần này nhờ có Yêu Yêu cướp của chạy lấy người, Diệp Ca thất thủ nhưng cả hai người Sở Thanh và Diệp Ca cũng thuận lợi trở về. Chu Nguyên vui mừng 5 giây hú hét các kiểu trong đám đông, Yêu Yêu tỷ ta ở đây. Yêu Yêu thái độ bánh mì bơ sữa với Sở Thanh, Diệp Ca rồi quay xe 360 độ nhìn về hướng Chu Nguyên. Sở Thanh khiếp sợ nói, Diệp Ca, tiểu tử này là ai sao nữ ma đầu kia lại cười nói với Khứa thế. Sau đó Sở Thanh mới biết được, Chu Nguyên chính là người, trong vòng 1 năm trở thành đệ tử đai tín tốc độ hơn cả hắn nữa. Sở Thanh lẩm bẩm hắn có thể hàn phục nữ ma đầu này thật là lợi hại, không đơn giản chút nào, Diệp Ca, ta cảm giác ngươi có gì đó không vui. Chu Nguyên và Yêu Yêu sau đó từ nhiệm vụ đường trở về động phủ, tại lầu nhỏ trước thạch đình, Chu Nguyên vuốt ve Thôn Thôn, huynh đệ vất vả rồi chút đi bách hương lầu tầm bổ thôi. Yêu Yêu thảo mai nhìn nam chính, lần này đi ra ngoài đú với người ta, không làm mất mặt ta chứ. Chu Nguyên đáp lại, suýt nữa chỉ còn cái nhịt hên là không mất hết mặt mũi. Nam chính cũng có chút hiếu kỳ liền hỏi lại nàng, Sở Thanh kia là người như thế nào? Yêu Yêu thở dài, thằng bại hoại này rất mạnh có thể bỏ của chạy lấy người, bảo toàn tính mạng bất cứ lúc nào, không ngu như ngươi chui vào chỗ chết. Chu Nguyên yên lặng, vị Sở Thanh này đúng là có cá tính, về sau nếu có nhiệm vụ nào nam chính cũng muốn đi chung Yêu Yêu. Vì hắn đã hứa với sư phụ Thương Uyên, kẻ nàng muốn tổn thương nàng phải bước qua xác của hắn. Đôi mắt của nàng chờ rủ xuống nhẹ nhàng gật đầu, thích thì trích thôi. Ngày thứ hai Chu Nguyên được tin liền đến cầu đạo điện, vì chấp pháp trưởng lão trong tông đã đến Thánh Nguyên Phong để làm nhiệm vụ. Hôm nay chính là ngày chấp pháp trưởng lão, ghi chép danh ngạch đệ tử tham gia tranh đoạt chủ phong Thánh Nguyên Phong. Sau đó, người của nhất mạch Lữ Tùng tiến lên trước báo người được chọn. Chính là Lữ Yên, Mục Thông, Đặng Xuân Lôi. Thẩm Thái Uyên nhất mạch có Chu Thái, Trương Diễn. Cái tên thứ ba, Thẩm Thái Uyên chậm lại vài nhịp, còn có Chu Nguyên. Sau đó rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, hắn chỉ mới tử đới đệ tử thôi, sao dám làm càng như vậy. Ngược lại bên phía Lục Hồng nhất mạch cử ra 6 đệ tử. Thẩm Thái Uyên lúc này sắc mặt khó coi, bởi vì bản thân hết lòng toàn lực bồi dưỡng, nhưng cuối cùng cũng chỉ xuất ra 3 người có đủ tư cách tham gia thủ tịch chi tranh. Sau đó Yêu Yêu cùng Chu Nguyên rời khỏi cầu đạo điện, Yêu Yêu tùy ý nói, viên hồng kia tựa hồ thực lực cũng không tệ, ngươi cho dù có Thiên Nguyên bút tăng phúc cũng không phải là đối thủ của hắn. Hai người Yêu Yêu và Chu Nguyên cả dê kê ngỗng cũng lách tới chủ phong. Thầy ông nội, đệ tử đã đến. Ok men. Huyền lão liếc nhìn Chu Nguyên, nhìn huyết khí toàn thân nam chính sôi trào, chắc là đã tu hành Thái Ất Thanh Mộc Ngân Sơ Bộ rồi. Nếu như cố tiểu tử kia của Hồng Nhai Phong thấy sẽ lụng ngươi về bên đó liền. Ok phấu lô mi. Lúc sau nhóm 3 người, hai được một cái tiến vào trong rừng. Cảnh tượng trước mắt Chu Nguyên hiện ra, một thác nước hùng vĩ ở giữa trung ương có một tòa bệ đá, thạch long quấn lấy sân phong, hai miệng rồng mở lớn. Nơi này gọi là Thủy Hòa Đoán Long Đài, hai con rồng đá một nước, một lửa có khắc nguyên văn cổ xưa, xâm nhập lòng đất hấp thu hai khí thủy hòa. Một khi kích hoạt, hai con này sẽ phun ra hơi nóng cực nhiệt, hơi lạnh cực hàn, có thể mãnh liệt rèn luyện thân thể. Người không có nghị lực méo có thể vào nơi này. Chu Nguyên nghe vậy vãi cả linh hồn, khủng bố như vậy sao? Huyền lão thấy Chu Nguyên biến sắc liền hỏi, xoắn giấy rồi à? Chỗ này tu luyện tiểu huyền thánh thuật là tuyệt vời ông mặt trời. Chỗ đầu thạch long có tổng cộng 18 miếng vảy tương ứng 18 cấp độ. Thương Huyền lão tổ đã đạt maximum 18 cấp, lúc đó toàn bộ Thương Huyền tông đều chia ra một nửa cực hàn teo chim, một nửa cực nhiệt chảy mỡ. Huyền lão tiếp tục đá mắt, thế nào rồi có muốn teo chim xíu không? Chu Nguyên nghe hỏi ánh mắt hơi lo lắng, muốn đánh bại Lục Hồng nhất mạch có chút sợ hãi này thì sao bố đời được. Chu Nguyên không do dự điểm chân một cái, thân hình mạnh mẽ lướt đi cuối cùng rơi vào trên bệ đá, ngồi xuống xếp bằng. Ta đã chuẩn bị xong. Huyền lão thấy thế, ok, vậy bắt đầu thôi. Come on. Trong nháy mắt, tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, hai dòng lũ hàn khí, nham tương gào thét chút xuống thân thể Chu Nguyên. Nam chính khuôn mặt vặn vẹo cực kỳ thống khổ đáng sợ. Thanh âm Huyền lão truyền vào tai Chu Nguyên, còn không mau vận chuyển tâm pháp tiểu huyền thánh thể, hấp thụ hai khí thủy hỏa tu luyện nhục thể. Chỉ thấy sau đó hai khí thủy hỏa đang sôi trào trong cơ thể bị dẫn động, bắt đầu lưu chuyển bên ngoài cơ thể, thẩm thấu vào trong máu thịt. Hai khí thủy hỏa cọ rửa nhục thân, Chu Nguyên chịu đựng được nửa nén hương. Sau đó hắn vội phóng lên trên trời, lăn xuống bên cạnh bờ vách núi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Chu Nguyên xếp bằng bắt đầu tu luyện tiếp, một luồng khí mát lạnh xuất hiện và nhanh chóng lan truyền ra khắp cơ thể đang đau nhức. Sau khi hết khôi rồi phục, Chu Nguyên lặp lại vòng tu luyện này liên tục. Lúc này Huyền lão nhìn qua dòng thác khẽ gật đầu, đậu má chờ mãi mới tới khúc này. Trong thạch đình Yêu Yêu ngồi dáng vẻ gợi cảm kêu gọi phạm tội, lão nhân gia đến đây ngồi một chút chứ. Huyền lão xoay người bước vào trong thạch đình thở dài. Ta sống nhiều năm sắp mọc sừng ở Thương Huyền tông rồi, chưa có người nào như ngươi làm ta cảm thấy sung ba khiến như vậy. Yêu Yêu cầm bình rượu, mắt nhìn về phía bệ đá nơi Chu Nguyên, đột nhiên hỏi, lão nhân gia trong Thương Huyền tồn méo quan tâm bố con thằng nào, tại sao lại trợ giúp Chu Nguyên như vậy? Huyền lão vuốt râu chậm rãi nói, ta chờ mòn đít nhiều năm rồi. Yêu Yêu hỏi, chờ cái quần què gì? Huyền lão nhìn tòa phong chủ ấn kia nói, chờ một người quẩy tung chảo Thương Huyền tông. Yêu Yêu vừa nói vừa rót đầy ly rượu, mặc kệ lão có tính toán gì, đừng làm gì bất lợi với Chu Nguyên.
Huyền lão cuối cùng nhận lấy ly rượu, cười khổ nói, tiểu nữ oa chén rượu này của ngươi không dễ uống đâu, ngược lại người uống được ly rượu này của yêu yêu chính xác không nhiều lắm. Bỗng một tiếng kêu thảm thiết kêu thê lương từ trong vách núi truyền ra ngoài, con ngươi yêu yêu linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh hiện ra một vòng buồn bực. Trong mấy ngày, Chu Nguyên tiếp tục rèn luyện tại Thủy Hòa Đoán Long Đài, mà danh ngạch kỳ thi đệ tử thủ tịch cũng được xác định. Trên danh sách đều là những đệ tử xuất chúng một phong, thế nên mấy thằng buôn chuyện trong tông mới có cái mà bàn tán. Mà thấy Chu Nguyên có trong danh sách, rất nhiều đệ tử cũng xì xào, đa số đều không coi men chính ra gì. Hai tên thánh tử Triệu Trúc, Khổng Thánh đang đánh bóng vũ khí. Cái thối ghen ăn tức ở của chúng đã ăn vô máu, khi biết Chu Nguyên có tên trong kỳ thi tham gia thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong. Chúng tin tưởng sẽ tới lúc men chính ăn hành cả bó nên không cần quá bận tâm. Triệu Trúc thắc mắc, Sở Thanh đã về mà Khổng Thánh vẫn chưa đi khiêu chiến hắn. Khổng Thánh tức tối, đập tay vào bàn đá cắn răng nói, tên hỗn đảng đó không biết trốn đâu mất, tìm mãi không thấy. Khốn nạn thật. Cảnh chuyển đến Nguyên Trì một nơi nào đó, hai người đẹp đang tắm tiên ngâm bướm trong hồ, bỗng nhiên Bạch Ly nói ra, Chu Nguyên lại muốn tham gia kỳ thi thủ tịch đệ Thánh Nguyên Phong sao? Lý Khanh Thiền nhìn Bạch Ly một chút rồi nói, từ khi từ Hắc Viêm Châu trở về muội nhiều lần nhắc đến hắn rồi đó, chẳng lẽ muội muốn duy trì nói giống với hắn sao? Bạch Ly thở dài, dù sao cũng nợ người ta một phần nhân tình, lấy thân trả nợ đỡ hơn là mất luôn con trồn trong Hắc Viêm Châu. Lý Khanh Thiền có chút trầm ngâm, Chu Nguyên tuy rằng có Thiên Nguyên binh, nhưng chống với Lục Hồng nhất mạch cũng như châu chấu đá xe. Cảnh chuyển đến nghị sự điện, Tuyết Liên Phong, Liễu Liên Y Phong chủ cho rằng, Lục Hồng nhất mạch vốn nhảy dù chèn ép hai mạch còn lại của Thánh Nguyên Phong, nên nàng đề nghị năm sau Hà tổ chức tuyển chọn đệ tử thủ tịch. Kiếm Lai Phong, Linh Quân Phong chủ nghe vậy cao mày nói, trước kia không nói cớ làm sao nay lại dị nghị, hơn nữa tốc độ giải phong ấn sẽ nhanh hơn, lúc đó hào quang Thánh Phong Nguyên sẽ được lấy lại. Liên Y Phong chủ cười lạnh, bà mợ chỉ sợ đến lúc đó sẽ có Kiếm Lai Phong thứ hai thôi. Linh Quân Phong chủ mặt xị xuống, Liễu Liên Y, cô đừng có quá đáng. Liễu Liên Y Phong chủ cũng méo có sợ, lạnh lùng nhìn hắn nói, như thế nào, bị ta nói chúng chỗ ngứa nên thẹn quá hóa giận hay sao? Kiếm khí pháp vực, cực hàn pháp vực va chạm vào nhau cực kỳ đáng sợ, toàn bộ Thương Huyền Tông nhiệt độ chợt hạ xuống như mùa đông giá rét. Ngay sau đó một thanh âm trầm thấp vang lên, hai người các ngươi có biết quy cũ không, còn không mau lập tức thu lại pháp vực. Người mới hú hét các kiểu con đà điều chính là Lôi Ngục Phong, Lôi Quân Phong chủ. Một lúc sau thương nghị kết thúc, trưởng giáo quyết định hết thảy cứ theo thường lệ mà tiến hành, nếu Linh Quân Phong chủ thua cuộc thì 1/5 tài nguyên tu luyện sẽ phân cho các phong khác. Mà Linh Quân Phong chủ không thèm để ý nữa, tay cầm giấy trích đùi nhìn lướt qua Thánh Nguyên Phong, cuối cùng khóe miệng cười khẩy lên có chút khinh miệt. Bằng vào Trung Nguyên ư, vậy cũng thật sự là tấu hài rồi. Mới 2 ngày không ra cháp mà trong chuyện đã là 2 tháng. Kỳ thi tranh đoạt đệ tử thủ tịch đang đến rất gần, nhất mạch Lục Hồng không nghi ngờ là ứng cử viên sáng giá nhất của Thánh Nguyên Phong. Về phần men chính của chúng ta, căn bản cũng không có lọt vào top những người có khả năng giành top 1. Cảnh chuyển đến Nam Chính Trung Nguyên, lúc này trên bệ đá Trung Nguyên trần như con nhộng cơ bắp cuồn cuộn. Dưới làn da xuất hiện ánh sáng như ngọc, xem ra Trung Nguyên sắp đạt tới cảnh giới thứ nhất, ngọc bì cảnh. Có điều bên dưới lớp da còn có một vài tạp chất còn sót lại, muốn triệt để thanh trừ hiển nhiên cũng không dễ dàng. Cái mà Trung Nguyên thiếu nhất lúc này chính là thời gian, Việt Nam nghĩ là làm, Nam Chính nhanh như người yêu cũ lật mặt, liền xin thầy ông nội tăng 2 luồng khí thủy hỏa lên cấp độ 2. Trên đầu Thạch Long lúc này, miếng vảy thứ 2 dần dần sáng lên. Ngay lập tức 2 dòng thủy hỏa một trái, một phải phủ xuống người Trung Nguyên. Thanh niên đau nhói, run rẩy kịch liệt, thầy ông nội thấy một màn này cũng vả mồ hôi hột, chuẩn bị bật chế độ auto top, nhưng cơ mà khoan, vừa mới á lúc nãy nhưng giờ sinh cơ của Nam Chính không ngừng tăng lên, nguyên khí thiên địa không ngừng bị Trung Nguyên thôn phệ. Trải qua 1 tháng khổ tu, tiểu huyền thánh thể ngọc bì cảnh rút cuộc Trung Nguyên cũng luyện thành. Thân thể Trung Nguyên lúc này như siêu say ra lột xác, đối thủ như Dương Huyền có thể solo một trận ra trò. Một lúc sau, vẻ mặt Trung Nguyên ngoan như cún khi đứng trước thầy ông nội, cu cậu muốn vào rừng cạo mũ cao su tiếp, vì số mũ hôm trước đã bán sạch sẽ rồi. Huyền lão nghe vậy vãi cả linh hồn, này này ngươi coi Long Lân Hoè là kho chứa nguyên liệu của ngươi hả? Trung Nguyên nghe vậy thái độ càng thành khẩn, vẫy đuôi lia lịa. Đối diện ánh mắt cute for my que của Trung Nguyên, thầy ông nội dỡ khóc dỡ cười bất đắc dĩ thở dài, thôi được rồi thằng ông nội, ta sẽ mang ngươi đi cạo mũ tiếp. Trung Nguyên vui mừng quá đỗi, già hú ha munamatata. Sau đó Trung Nguyên cáo biệt thầy ông nội, liền trở về động phủ của mình. Chợt Trung Nguyên nhận ra bóng người đằng kia là một đệ tử trong mạch của mình. Tên đệ tử kia vội vàng chạy tới, ơn rời cậu đây rồi, hắn hớt ha hớt hải kể lại, thằng cu em Thẩm Vạn Kim của Trung Nguyên bị bọn Ngô Hải Lục Hồng nhất mạch bắt đi rồi. Nếu mặt trời lặn không thấy mặt mũi Trung Nguyên, thì Thẩm Vạn Kim xác định một vé định cư âm phủ bên dưới vực thẩm. Trung Nguyên bình tĩnh ngược lại đi xem tình hình trước, hắn trực tiếp lao đi mang theo lãnh ý, thằng Ngô Hải này hổ báo cỡ nào, dám đụng vào người của bố, lần này mày xanh cỏ rồi con trai. Lúc này tại một ngọn núi Thánh Nguyên Phong, Thẩm Vạn Kim bị đám người Ngô Hải bắt giữ đang chờ Trung Nguyên vác xác tới. Thẩm Vạn Kim vẻ mặt sơ xác, ăn nói khép nép, đệ không có trêu ghẹo Sugar Baby của huynh, hay đệ bồi thường nguyên ngọc được không? Ngô Hải cười cười, nói, bồi thường nguyên ngọc, cũng tốt vậy 10 vạn nguyên ngọc đi. Mà Thẩm Vạn Kim làm gì có số tiền lớn như vậy, liền bị hắn đấm không trượt phát nào vào mặt. Một lúc sau, mặt trời vừa lặn, Ngô Hải sai người trực tiếp đạp Thẩm Vạn Kim xuống núi. Ôi mẹ ơi, ngay khi Lữ Yên định cứu người, một cây bút đen xuyên qua cái nịt Thẩm Vạn Kim rồi cắm vào vách đá.
Thẩm Vạn Kim hú hồn chim én, mồ hôi nhễ nhãi, ôi thánh thần ơi được cứu rồi. Ngô Hải thấy thế vểnh mặt lên khinh bỉ, vẫn là không nhịn được rồi sao, thằng ú kia đả thương sư muội của ta, ta đòi hắn 10 vạn nguyên ngọc vậy ngươi trả thay hắn đi. Người vừa xuất hiện ngoài Chu Nguyên ra thì còn ai vào đây trồng khoai đất này? Chu Nguyên mặt tỉnh bơ cua tay phất ruồi, Lục Hồng phái ngươi đến dò xét thực lực của ta phải không? Ngô Hải ngược lại cười đểu, sử đệ nghĩ mình có tư cách này sao? Chu Nguyên sau đó giơ hai ngón tay lên. Bên kia Ngô Hải tưởng là nam chính trả giá 2 vạn nguyên ngọc thì không đủ rồi. Tên Ngô Hải ngu méo tả nổi, không hiểu ý của Chu Nguyên, nam chính cho hắn hai ốp xanh, một là tự nhảy xuống núi hay bị đánh gãy chân rồi Chu Nguyên quăng hắn xuống. Hai cho một tùy ý mà chọn. Chu Nguyên vừa dứt lời, mấy trăm đạo kiếm ảnh như điện quang đâm về hướng nam chính. Chu Nguyên nhanh như thiểm điện lập tức hư hóa, bàn chân đạp mạnh phóng nhanh như tên bắn né tránh các kiếm ảnh kia. Ngô Hải cũng éo phải dạng vừa, liền tung sát chiêu tàn nhẫn nhất lôi kiếm ảnh, lôi kiếm được hình thành vô cùng cường bạo. Bất quá Chu Nguyên không có né tránh, tay cũng không dùng Thiên Nguyên binh, trực tiếp dùng tay không đón đỡ đòn công kích này. Vô số tiếng kinh hô, nét mặt cắt không còn tí máu nào khi thấy nam chính bắt lấy lôi kiếm, sau đó xoẹt một cái, bóp nát kiếm ảnh dễ như xúc hến bánh đa. Chu Nguyên tốc biến xuất hiện trước mặt Ngô Hải, năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Một đấm này là thay mặt huynh đệ của ta đáp lễ ngươi. Một cỗ lực lượng đáng sợ, như núi lửa phun trào sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thân thể Ngô Hải bắn mạnh như đạn pháo vào vách núi kia. Chu Nguyên mặt không cảm xúc, đủ nghĩa tốn thời gian quá, ta đã nói ngươi tự nhảy xuống đi cơ mà. Chỗ vách đá kia, thân hình Ngô Hải cực kỳ chật vật, ánh mắt con đóng con mở căm tức nhìn Chu Nguyên. Lúc này nam chính hờ hững nhìn hắn, thứ trên mặt Thẩm Vạn Kim là do ngươi đánh có phải không? Ngô Hải lạnh giọng quát, Chu Nguyên ngươi đừng đắc ý ta vừa rồi chỉ là sơ suất thôi. Nhưng mà Chu Nguyên không để ý đến, xòe bàn tay vào một cái, Ngô Hải trực tiếp ăn một tát xéo mặt lở, trên má bên trái in hẳn một bàn tay năm ngón, miệng phọt cả tiết canh ra ngoài. Khuôn mặt hắn dữ tợn gầm thét lên, ngươi dám đấm ta? Chưa kịp nói câu thứ hai, Chu Nguyên cho ngay cái đúc Bồ Tát nữa vào má còn lại. Lần này Ngô Hải chính thức đóng dấu tem chống hàng giả của Chu Nguyên lên mặt, kèm theo đó là nước sơn nít bông sơn đâu cũng đẹp rơi là chả trên mặt đất. Mặt hắn biến dạng sưng húp, choáng đầu hoa mắt, mếu máu nói, trời đựu ta đã không nói nữa rồi sao vẫn bị đánh vậy? Chu Nguyên thản nhiên nói, ồ thế à, bố không nghe thấy con trai ơi. Ngô Hải phát lạnh trong lòng, xin lỗi đừng bóc sinh ta nữa. Nhưng Chu Nguyên méo nhận lời xin lỗi của hắn, bắt hắn phải bồi thường 10 vạn nguyên ngọc, nhưng hắn chỉ có 3 vạn. Chu Nguyên ném túi nguyên ngọc của Ngô Hải đưa cho Thẩm Vạn Kim, xem như tiền thuốc men cho trận đòn vừa nãy. Sau đó Chu Nguyên chỉ thẳng mặt Ngô Hải, còn không mau nhảy xuống đi con, hay chờ ta đẩy ngươi xuống. Sắc mặt Ngô Hải như kẹo cu đơ, vẫn nhảy ư, Chu Nguyên ngươi đừng quá đáng. Nhưng vào lúc này một âm thanh xé gió truyền đến, Chu Nguyên ngươi đừng được voi đòi hai bà trưng. Mấy đạo thân ảnh mới xuất hiện, là Lục Hồng nhất mạch Viên Hồng. Hắn tới bắt Chu Nguyên trả người lẫn nguyên ngọc, thì chuyện này xem như chưa từng phát sinh. Thẩm Vạn Kim thấy thế tâm thần bất định, không dám lấy nguyên ngọc. Ngô Hải hét lên, hiện tại ngươi đã biết hối hận rồi chứ? Lúc này Chu Nguyên tiến lên một bước đạp thẳng cẳng tên Ngô Hải xuống vách núi. Đã bảo ngươi tự nhảy đi vậy mà cứ bô bô cái miệng nói nhảm nhiều như vậy. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Viên Hồng cười nói, Viên Hồng sư huynh lúc trước ngươi gáy cái gì, nghe không rõ. Viên Hồng cay cú trực tiếp bộc phát nguyên khí, Chu Nguyên ngươi đang gây hấn với ta sao? Chu Nguyên cũng không có lựa chọn nhượng bộ, đối mặt với đối thủ bật này không có chút nào khinh thường. Ngô Hải đã làm sai tất nhiên phải trả một cái giá cắt cổ cho chuyện mình gây nên. Rồi, Viên Hồng giật giật căng cơ mặt gồng cơ đít, đệ tử nhất mạch của hắn làm sai phải do hắn giáo huấn, nhưng không ngờ Chu Nguyên lại ngang ngược đến vậy. Sau đó đột nhiên một thủ ấn khổng lồ ập xuống đầu Chu Nguyên. Một trường kia thực lực kinh người, Chu Nguyên không dám chậm trễ liền xuất ra một quyền toàn lực nghênh chiến. Cả hai đều muốn xuất thủ tiếp thì một tiếng hét vang lên. Dừng tay, hai người mới xuất hiện chính là Chu Thái và Trương Diễn. Viên Hồng ngươi cũng quá kiêu ngạo đi, thật coi mạch của ta không có ngươi sao? Người của chấp pháp đừng sắp đến nên cuộc ẩu đả tạm dừng. Chu Nguyên bình tĩnh nói, Viên Hồng sư huynh, ta sẽ rất mong đợi gặp huynh ở trong cuộc thi thủ tịch chi tranh. Ngay lập tức cả đám đệ tử Lục Hồng nhất mạch phóng lên trời rời đi, bầu không khí mới hết căng cứng như nãy giờ. Chu Nguyên nhìn đám người Viên Hồng rời đi, nắm chặt tay ý chí càng thêm mãnh liệt, xem ra trong khoảng thời gian này Chu Nguyên phải luyện tập nhiều hơn nữa. Trong khe núi, mây mù lượn lờ, Chu Nguyên ngồi xếp bằng trên thủy hỏa đoán long đài. Sau khi tu thành ngọc bì cảnh, thân thể Chu Nguyên như nồi đồng cối đá, hai luồng khí thủy hỏa cấp độ một đối với nam chính không còn hiệu quả nhiều nữa. Thủ tịch chi tranh ngày càng tới gần, thời gian 20 ngày như dây thun bún sát đít, nam chính phải cắn răng mà chịu, triệt để rèn luyện nhục thân mạnh hơn ở cấp độ 2. Phải vượt từ ngọc bì cảnh lên nhân cốt cảnh mới đú đánh các kiểu với tên Viên Hồng kia được. Một lúc lâu sau, Chu Nguyên nói với thầy ông nội, cấp độ này chưa xi nhê, con định tăng nguyên khí thủy hỏa lên cấp 3. Thầy ông nội nghe Chu Nguyên nói, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc, nghĩ rằng Chu Nguyên ngáo đá không muốn sống nữa. Cấp độ 2 thống khổ muốn tuột quần, còn bày đặt khiêu chiến cấp độ 3. Vì thời gian cũng không còn nhiều, thầy ông nội thở dài bất đắc dĩ gật gật đầu. Thầy ông nội không nói gì thêm, vung chổi trúc lên nguyên khí ba động bắt đầu lan ra. Vậy ngươi hãy chuẩn bị ăn hành cả bó đi con trai. Ngay sau đó miếng vẩy thứ ba trên đỉnh đầu Thạch Long cũng sáng lên. Tới đi. Ầm ầm. Dòng lũ thủy hỏa phủ lấy Trung Nguyên, cùng lúc đó, âm thanh thống khổ một chữ A kéo dài từ trong dòng lũ thủy hỏa truyền ra. Sau một nén nhang, thân thể Trung Nguyên từ trên bệ đá rơi xuống lăn đùng ra đất. Hiển nhiên là lâm vào hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Mấy ngày sau, Yêu Yêu ôm Thôn Thôn dạo bước giữa rừng. Ngay sau đó nàng nhìn thấy Trung Nguyên hôn mê bất động trên mặt đất, dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Nàng khẽ giật mình, gương mặt trở nên băng hàn, đôi mắt sắc bén như dao lam nhìn về Huyền lão. Ngươi đã làm gì hắn? Huyền lão nghe hỏi vã mồ hôi hột, bất đắc dĩ nói, không liên quan đến ta, là do hắn muốn chơi lớn phải ở cấp độ 3 mới chịu. Yêu Yêu lúc này mới hiểu ra, vì sao dạo này Trung Nguyên không có về động phủ. Nàng lạnh lùng nói, hắn trẻ trâu ta không chấp, còn ngươi già đầu rồi còn ngáo đá nghe lời hắn nữa. Huyền lão vẻ mặt cười khổ, đủ mía làm ơn mắc oán, sau này ai dám chơi với thằng Trung Nguyên nữa, mà không sao, nó cứ bị thương là sẽ phục hồi, chịu chút đau khổ thôi mà. Yêu Yêu nghe thế liền chỉ thẳng tay về hướng thanh niên đang phế thuốc đằng kia nói, toang thế kia mà chịu chút đau khổ sao? Trong khi Trung Nguyên đang vô lực khụ khụ, thầy ông nội cho con nghỉ thêm chút nữa. Bỗng một thanh âm sởn cả gai óc truyền tới Trung Nguyên, ngươi còn muốn nằm bao lâu? Thanh niên hốt hoảng lúng ta lúng túng nói, ô người đẹp sao lại tới đây? Yêu Yêu vẻ mặt đượm buồn nói với Trung Nguyên, nếu không đến, ngươi cắn thuốc chết hồi nào không biết. Một lúc sau, Trung Nguyên cáo biệt thầy ông nội về trả bài cho người đẹp, trước khi rời khỏi nam chính nắm chặt tay kiên định, thầy ông nội yên tâm, ta nhất định sẽ đạt vị trí đệ tử thủ tục của Thánh Nguyên Phong. Trong một con đường nhỏ trên núi, hai người một thú rời đi, thỉnh thoảng Thôn Thôn quay đầu nhìn lại, méo mèo meo. Trung Nguyên liếc nhìn bóng hình xinh đẹp phía trước, nàng vẫn thờ ơ, ái chà, lần này người đẹp giận thật rồi. Trở về động phủ, Yêu Yêu thản nhiên nói, ngươi cho chim đi tắm đi, nhìn thôi đã biết bẩn rồi. Trong thời gian đó, Yêu Yêu ngồi tại thạch đỉnh cạnh vách núi, đâm chiêu suy nghĩ về nước Mỹ. Sau một lúc Trung Nguyên rửa giấy sạch sẽ đi ra, Yêu Yêu vẫn không có phản ứng. Thấy thế Trung Nguyên không chút do dự nói, Yêu Yêu tỷ ta sai rồi. Sau một hồi, nàng không mảy may cảm xúc nhìn về Trung Nguyên nói, ngươi. Nhưng nàng vừa mới mở miệng, Chu Chuyên vội nói, lần này ta sai rồi. Yêu Yêu hai mắt khẽ nhắm lại, sai. Trung Nguyên nghe thế lập tức nói, Yêu Yêu tỷ nói đúng, về sau ta không tái phạm nữa, không bao giờ dám nữa. Yêu Yêu ly ngọc trong tay đập mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trung Nguyên. Im miệng. Trung Nguyên lấy tay che miệng, bên kia Thôn Thôn có kịch vui để xem, ánh mắt của nó nhìn Trung Nguyên như khinh bỉ, gia hỏa này hèn quá. Lúc này Yêu Yêu vẻ mặt lạnh lùng giảm bớt, hai mắt cụp xuống chậm rãi nói, Trung Nguyên ngươi cần chi phải gấp gáp như vậy. Trung Nguyên khẽ thở dài, chính vì sự uy hiếp của Đại Võ Vương Triều đối với Đại Chu, một khi Đại Võ ra tay, Đại Chu nhất định sẽ bỏ ra một cái giá khổng lồ. Mà Đại Chu chỉ có mỗi một hắn là hy vọng duy nhất chính. Chính điều này cậu không thể buông lỏng dù chỉ một giây. Yêu Yêu cầm ly rượu nói, ngươi là hy vọng duy nhất của Đại Chu. Nếu ngươi hẻo thì Đại Chu sẽ như thế nào, lúc đó ai sẽ trả bài cho ta mỗi tối? Mà Trung Nguyên dốc sức thí mạng cùi như vậy, một là vì Đại Chu, hai là vì Yêu Yêu. Có thể tranh thủ một đường sinh cơ cho Yêu Yêu trong lúc nguy khốn. Dù có trả giá bằng tính mạng Trung Nguyên cũng không ân hận. Trung Nguyên tươi cười nhìn Yêu Yêu, mặt đối mặt khiến nàng đỏ ửng hai má. Những lời Trung Nguyên ta nói đều là từ tận tâm can của mình. Đối mặt với Trung Nguyên nắm chặt bàn tay của nàng, Yêu Yêu không có đẩy ra mà nhẹ nhàng nắm khép, nếu quả thật có ngày nào đó, ta hy vọng ngươi hảo hảo còn sống. Nội tâm Trung Nguyên xúc động, thời cơ của bố đây rồi. Mờ lem, gương mặt hai người càng ngày càng gần, hơi thở của đối phương có thể cảm nhận được nhau. Ngay khi chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, bỗng nhiên một tiếng thú gâu gâu vang lên, Thôn Thôn bay lên tán một Trung Nguyên cái trời dáng xéo mặt lờ. Trung Nguyên giống như một pho tượng sửng sốt nhào ra ngoài, bít con mợ con chó này, mày phá chuyện tốt của bố, mắm tôm đâu, tao nhịn mày quá nhiều rồi. Ngay lúc này, vô số người như trâu cháy xe gió mà bay vút về đỉnh núi kia, một loại chiến y nóng bỏng tràn ngập cả Thương Huyền Tông. Yêu Yêu xoay người lại hỏi Trung Nguyên, tối phịch mấy phát đã nghỉ ngơi tốt chưa? Chuẩn bị lên đường thôi. Trung Nguyên đã nếm nhiều đau khổ rồi, hôm nay chính là lúc cậu ta chứng tỏ bản thân rồi. Lúc hai người đến Thánh Nguyên Phong, các đệ tử đã tụ tập đông đủ, Thẩm Thái Uyên đứng ở phía trước sắc mặt hơi nghiêm nghị, đứng ở phía sau là đám người Chu Thái và Trương Diễn. Thẩm Thái Uyên vung tay áo, tất cả đám người bay vút lên trời. Sau một nén hương đã tụ tập trên một bình đài to lớn, đây là thủ tịch chi phong của Thánh Nguyên Phong, cũng là chiến trường của cuộc thi lần này. Mà lúc này cách đó không xa, trên bệ đá chính là đám người Lữ Tùng trưởng lão, Lữ Yên cũng chạy đến trước. Không lâu sau, Lục Hồng nhất mạch cũng hiện thân, theo sau lão là 6 con chiến mã khí thế hung hãn, mà cầm đầu là tên Viên Hồng. Kế hoạch thả con tép bắt con rút của Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng trưởng lão là bộ ba Lữ Yên, Chu Thái, Trương Diễn sẽ đấu với Viên Hồng. Sau đó Trung Nguyên sẽ kết hợp hai người bên Lữ Tùng ngăn chặn 5 tên còn lại. Đến lúc đám người Chu Thái đánh bại Viên Hồng xem như thành công. Lần thủ tịch chi tranh này, không thể thiếu Lady Enzen Toman, kim tai to mặt bự của Thương Huyền Tông. Chính là trưởng giáo và các vị phong chủ. Tất cả đệ tử kho mình, chu mỏ ngoác miệng các kiểu, cung nghênh trưởng giáo và các vị phong chủ. Thanh âm trưởng giáo hùng vĩ xuyên qua màn nhĩ chúng đệ tử, thủ tịch chi tranh lần này, ta mong chúng đệ tử vắt hết cơm hết cháo ra chơi khô máu, thể hiện năng lực bản thân và làm gương cho bọn trẻ trâu còn lại. Thập đái thánh tử lúc này, đặc biệt có Sở Thanh đầu lỏ người đứng đầu trong 10 người, tất cả cùng phụ mệnh sáp nhập vào nhóm với các đại cự đầu Thương Huyền Tông. Hai bên Sở Thanh lần lượt là Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh. Sở Thanh quay đầu ánh mắt nhanh, như cú vọ đã nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Khổng Thánh. Sở Thanh thấy vậy núp né né liền, ồ Khổng Thánh sư đệ đó à, đã lâu không gặp. Sao hôm nay mắt đệ tóe lửa vậy, kinh quá. Khổng Thánh ánh mắt hình viên đạn bắn về phía Sở Thanh, lùn ngoé thằng hãm vãi lờ. Ta đã chuyển phát 18 tờ chiến thư mà ngươi méo có hồi âm lại.
Sở Thanh lập tức biểu diễn khả năng trêu chó thượng thừa, 18 cái tờ trích đùi ấy hả, chắc chắn là bọn bưu điện để lạc ở đâu đó rồi. Để lúc về ta sẽ điều tra xem ai mà lớn gan như vậy. Khổng Thánh cười lạnh, đậu nghĩa hắn lại bắt đầu diễn rồi đó. Dứt lời Khổng Thánh lấy ra một tờ trích đùi khác phóng về phía Sở Thanh. Mặc kệ trước đó ngươi có trích đùi không, lần này chắc chắn ngươi sẽ nhận được. Nhưng mà Sở Thanh nhắm hai mắt lại, né Sở Kiều các kiểu, anh néo có thấy cái gì đâu nhé. Khổng Thánh giận điên tiết không nói nên lời. Sở Thanh tiếp tục bồi thêm mấy câu, sư đệ suốt ngày trích đùi, không nói câu nào sạch sẽ hơn được tí à. Chúng ta đánh cược xem thủ tịch Thánh Nguyên Phong lần này là ai. Ai thua sẽ phạt 10 vạn nguyên ngọc. Khổng Thánh lúc này mới mở miệng nói với Sở Thanh, thích thì trích thôi, thêm điều kiện là phải tiếp nhận giấy trích đùi. Khổng Thánh nghĩ, vị trí thủ tịch lần này chắc chắn thuộc về Viên Hồng. Sở Thanh ngược lại cười híp mắt nghĩ khác. 30 giây sau đó, keng keng tiếng chuông cả gem vang lên, giờ vàng đã đến, cuộc thi đấu thủ tịch chi tranh chính thức bắt đầu. Mà lần này Thẩm Vạn Kim đặt hết gia sản của mình, 2 vạn nguyên ngọc vào cửa Trung Nguyên, "Tiểu Nguyên ca, huynh đệ chơi hết mình đừng làm anh em hết hồn nhé." Trung Nguyên vừa bay vừa lai lai, yên tâm đi chuẩn bị một chầu hoành tráng ở Bách Hương lầu đi là vừa. Cảnh chuyển đến thủ tịch phong, mọi người tiếp cận càng gần áp bức càng mạnh. Viên Hồng xung phong lên trước, theo sau là bộ ba Chu Thái bám theo sát đít hắn, mà phía sau cùng là Trung Nguyên. Tổng cộng 12 đạo thân ảnh vút không mà qua, nhanh chóng tiếp cận thủ tịch phong. Viên Hồng đang bay cũng nhìn ra được tình hình. Hắn đang bị đánh hội đồng bởi 2 mạch còn lại, tất nhiên cho thấy họ muốn hạ khứ trước. Đúng vào giây phút quan trọng này, một tên đệ tử hét toáng lên, "Viên Hồng sư huynh cẩn thận nhé." Đám người Lữ Yên, Chu Thái hợp tác công kích một đòn về phía Viên Hồng. Hắn chỉ hừ lạnh, muốn chơi đùa với bọn họ một chút, có gan thì đuổi theo ta, hiển nhe là Viên Hồng dự định đem chiến trường kéo dài dây thun để cho đàn em giải quyết Trung Nguyên. Pha này có vẻ Ngô Hải chính diện đấu tay đôi với Trung Nguyên, hắn cay cú muốn rửa nhục lại mối hận mua tem chống hàng giả của Trung Nguyên trước đó. Chiến trường bây giờ là oan gia ngõ hẹp Ngô Hải và Trung Nguyên, cả hai trao cho nhau ánh mắt hằng học, "Trung Nguyên ngươi dám nghịch ngu chơi dại khiêu khích ta, hôm nay bố mày sẽ tẩm quất một mày trận ra trò." Trung Nguyên nghe vậy vẻ mặt hưng phấn hẳn lên, nắm đấm đã sẵn sàng, xem ra con tem chống hàng giả hôm trước ngươi còn chưa đủ đau khổ, nhìn mặt anh giai thì xin cái tuổi. Lúc này đây, quanh thân Ngô Hải như một cái vòng xoáy lớn, kiếm quang bén nhọn ngưng tụ trên thân kiếm, hiển nhiên vừa ra tay là hắn muốn một chiêu giải quyết Trung Nguyên. Lấy đạo người trả cho người, đây là sát chiêu mạnh nhất của Ngô Hải, hạ phẩm Thiên Nguyên thuật, quang trảm thuật, kiếm quang gào thét chút xuống. Lúc này bàn tay Trung Nguyên nắm chặt Thiên Nguyên bút thi triển phá nguyên, đồng thời khu động tiểu huyền thánh thể ngọc bì, chiếc bồ sơ kiêu vạn kình văn ra ngạnh háng. Kiếm quang chém xuống va chạm cùng mũi bút, trên bệ đá khói bụi ngập tràn. Ngô Hải đứng ở trên không nhìn xuống vẻ mặt mong chờ, đứng ngạo nghễ cười đắc ý, thắng rồi. Sau đó cảnh tượng dần trở nên rõ ràng, Trung Nguyên tay cầm Thiên Nguyên bút đứng giữa sân. Ngô Hải nén ánh mắt không thể tin nổi, vì đây chính là một kích mạnh nhất của hắn rồi. Nhưng mà Trung Nguyên không tổn hao một cọng lông đít, cũng méo có nhúc nhích. Sở Thanh nhìn thấy một màn này không khỏi tán thưởng, quả nhiên là thân tàng bất lộ. Khổng Thánh cao mày trầm mặt nói, bây giờ nói lời này còn hơi sớm đó. Sở Thanh nghe vậy vẻ mặt tiếu lâm, từ chối cho ý kiến. Ngô Hải lúc này thần sắc cứng ngắc, đang đấu mà đứt dây đàn, không có khả năng, ngươi làm sao đỡ được. Ngược lại, Trung Nguyên thản nhiên nhìn qua Ngô Hải thản nhiên nói, người bà hóa trích trẻ mãi, xem ra là không có ý định chịu thua rồi. Lời vừa dứt, Trung Nguyên lao đi với tốc độ bàn thờ về phía Ngô Hải. Trong 3 giây, Ngô Hải liền thi triển đại kiếm rực, kiếm khí quang rực mở rộng hình thành một tấm chắn phía trước hắn. Trung Nguyên một quyền xuất ra trực tiếp đấm vỡ kiếm thành từng mảnh, trước vô số ánh mắt bên dưới, cảnh tượng này đã xuất hiện một lần trong ký ức của họ. Sau đó Ngô Hải lại bị một quyền đó của Trung Nguyên đánh bay, cả thân thể hắn như được đút tựa ở vách núi kia. Cách đó không xa, Lý Khanh Thiền vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thân ảnh nam chính nói, gia hỏa này trâu bò 30 phút không ra, vậy mà còn tu luyện thêm thiết bố sam nữa, không sợ con người ta banh hàng sao? Sở Thanh tiếp tục tán thưởng, không hổ là em giai của ta, sắp thắng rồi he he. Ngược lại, Khổng Thánh mặt xị xuống, chớ có đắc ý mình hắn không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Sở Thanh nghe thế, à đủ vậy chúng ta tăng kèo lên nhé. Khổng Thánh nghe Sở Thanh nói cả người bốc khói. Đít mía không có hứng thú, ta chỉ muốn hấp diêm ngươi một lần thôi. Sau khi chơi xong thì méo có nói chuyện nữa. Sở Thanh phiền muộn mâm mê cái má, ây ra, dùng xong liền ném người ta đi. Sư đệ sao vô tình quá vậy, vẫn là Diệp ca thú vị hơn. Diệp ca thở dài, Sở Thanh ngươi muốn chết sao, đừng có lôi ta vào trò chơi con bò đó. Sở Thanh cười khỉ hì hì, thôi các đệ hạ hỏa, xem so kèo, xem so kèo. Chuyển cảnh đến tòa bệ đá khác, Hàm Nham đang cực lực chống đỡ công kích từ phía đệ tử Lục Hồng nhất mạch. Bên phía Hàn Ngọc cũng không khá hơn là mấy, trong một phút lơ đỉnh, nàng quay đầu nhìn về phía ca ca của mình đang bị dồn ép tả tơi sơ mướp, thì bất ngờ đệ tử Lục Hồng lao tới, Hàn sư muội tập trung vào đây này, vừa vặn để ta tiễn các ngươi đi chầu ông bà luôn. Tình thế ngàn cân treo sợi bún, Hàn Nham trực tiếp đứng ra phía trước Hàn Ngọc để muội muội toàn lực chạy đi, kéo dài thời gian cho Trung Nguyên, hy vọng có chuyển biến mới. Tên đệ tử Lục Hồng cười ha há, thực sự là viễn vong, Trung Nguyên chắc kèo là đã bị Ngô Hải phế rồi. Ngay lúc nguyên khí ập đến, Hàn Nham dốc toàn lực thanh thế hung hãn, tiếng quát chói tai, thừa dịp này chạy đi em gái. Ngay khi Hàn Ngọc dốc hết sức lực bỏ chạy, thì bị ưng chảo của Trần Cung bóp lấy yết hầu, tốc độ chạy cũng nhanh đó, đáng tiếc ta lại nhanh hơn rồi. Hàn Ngọc nghiến chặt răng, nước mắt lưng tròng có chút không cam lòng, đáng ghét, chẳng lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi sao?
ngay khi ánh sáng phía trước mắt nàng bắt đầu mờ nhạt. Bất quá trong chớp mắt, lông mày Trần Cung dựng lên. Chu Nguyên xuất hiện ngầu lòi với vẻ mặt căng Mercedes, nam chính chúng ta vẫn hổ báo cáo trồn như ngày nào. Trực tiếp bung một đấm như trời giáng vào mặt tên Trần Cung, răng môi hắn hòa trộn như cà phê sữa. Tất cả mọi người đều thấy thân thể hắn bị đấm bay vào vách đá. Một tên đã giải quyết xong, Chu Nguyên bóp tay rắc rắc, tốt lắm chỉ còn 3 tên nữa, xem ra các ngươi cùng lên một lúc đi đỡ tốn thời gian. Bôi Hải Phòng không lòng vòng, Chu Nguyên ra hiệu lét dai, chỗ này quá chật hẹp chúng ta qua đó chơi đi. Sương mù bị xé nứt, một bóng người bắn ra không ai khác là nam chính của chúng ta, sau lưng còn có hai con cờ hó đeo bám, chính là Trử Dương và Liễu Tướng đệ tử Lục Hồng Nhất Mạch. Một lúc sau hai tên này hốt hoảng như chó nhà có tang, khi biết mình bị vây khốn trong nguyên văn kết giới của Chu Nguyên. Mặc dù kết giới của Chu Nguyên được bố trí không quá lâu, nhưng dùng nó đối phó với hai tên Lục Hồng Nhất Mạch dư sức. Ngay lập tức, thập cẩm chiêu kết hợp Thiên Dương Hỏa va chạm với kiếm Thiên Hà. Lớp nguyên khí của Trử Dương vừa bị phá hủy, Chu Nguyên thuận tiện đấm vào bụng hắn một quả. Sau đòn vừa rồi Trử Dương chính thức bị hạ đo ván, không để khán giả đợi lâu, nam chính sách cổ đối thủ đứng ngạo nghễ, đây là kết quả của việc chắc như cái nịt, dám nói Chu Nguyên không qua được một cửa kia. Trận đấu của Liễu Tướng và Trử Dương kết thúc nhanh đến kinh ngạc. Hôm nay ngoại trừ Viên Hồng ra, nhất mạch Lục Hồng đã bị Chu Nguyên diệt sạch, có điều trùng cuối vẫn là Viên Hồng kia. Thực lực của hắn đích xác là thâm sâu không lường được. Lúc này Yêu Yêu ngồi ở một góc, nhìn hướng Chu Nguyên trong lòng suy nghĩ về nước Mỹ. Chu Nguyên đã vào Thương Huyền Tông được một năm, tốc độ phát triển kinh người. Từ một thằng cu đen hôi bước ra từ Đại Chu Vương Triều, rốt cuộc cũng bắt đầu tỏa hỏa quang. Vạn chúng đều phải tập trung chú ý. Phía xa xa, trên một tòa thạch đài trong mây mù, chiến đấu kịch liệt, hai bóng người va chạm đều bắn ngược trở ra. Chiến trường giữa Hàn Ngọc và nam tử tên Chu Kình đánh nhau chết sống nửa ngày, cũng chưa ai chiếm được thế thượng phong. Hắn nhếch môi mỉa mai Hàn Ngọc, xem ra ngươi rất muốn đánh bại ta à? Như thế nào, muốn đi giúp tên kia phải không? Chu Kình cho rằng Chu Nguyên đã bị hạ bởi Trử Dương và Liễu Tướng, mà hai người đó nhanh chóng qua đây, lúc đó Hàn Ngọc hết nghĩa hy vọng. Vừa nhắc Tào Tháo đã tới ngay và luôn. Chu Nguyên chậm rãi bước ra hào nhoáng như siêu anh hùng mát vô lộ diện, ngươi vừa mới nói là ai, sắp xong rồi. Hàn Ngọc ngớ người lấp ba lấp bấp, Chu Nguyên. Trong khi đó Chu Kình ngoác mồm kinh hãi, quát đờ héo, hắn đã đánh bại Trử Dương và Liễu Tướng ư? Khoảnh khắc Chu Nguyên xuất hiện ở đây, chứng tỏ thực lực của nam chính bố đời cỡ nào, có thể lấy một địch hai, ai mà dám đú lại. Tên đệ tử Lục Hồng Nhất Mạch thấy vậy bỏ chạy là thượng sách, hắn nhanh chóng chạy tới chỗ Viên Hồng. Trong nháy mắt hắn vãi cả mồ hôi đít vì một cổ lực lượng đáng sợ đằng sau vụt tới. Chu Nguyên đấm ra một quyền cực mạnh khiến tên kia bay ngược trở lại, va vào vách núi. Chưa dừng lại ở đó, nam chính nắm chặt Thiên Nguyên bút lao đi như một con điên. Ngòi bút xe rách hư không, còn một tấc nữa là nát mặt gã kia. Tên kia gương mặt trắng bệch, mất hết ý chí chiến đấu, khàng giọng hô, ta nhận thua. Trên đỉnh núi cao nhất, hai thân ảnh Chu Nguyên và Hàn Ngọc xuyên qua mây mù, tầm mắt bị hạn chế, họ không phát giác được bất kỳ chấn động nào của nguyên khí. Lúc này Chu Nguyên nhìn về phía trước, vung mạnh tay áo, nguyên khí cuồn cuộn trực tiếp cuốn phăng đám mây mù kia. Sau đó cả hai nhìn thấy một cái ghế đá sừng sừng, đó là thủ tịch chi tọa, mà người ngồi trên đó chính là Lục Hồng Nhất Mạch, Viên Hồng. Ồ, không ngờ lại là các ngươi. Sau đó hắn giơ ngón tay chỉ đằng kia, ba người nằm thoi thóp trên chiến trường đổ nát, đó là bộ ba Lữ Yên, Chu Thai và Trương Diễn. Chu Nguyên chậm rãi đi tới, không chút nào e ngại chỉ thẳng mặt Viên Hồng. Bởi vì cái vị trí kia, Chu Nguyên ta cũng muốn ngồi lên. Viên Hồng tức tối đứng dậy, một cổ khí thế đáng sợ bộc phát mà lên, không biết trời cao đất dày, hôm nay ta không đánh gãy hai chân của ngươi. Vậy sau này tên của Viên Hồng ta sẽ viết thành Viên Xít. Chu Nguyên nghe thế đáp lại, nói lời phải giữ lời. Ai thua bốc xít mà ăn. Viên Hồng phóng lên cao, nguyên khí cùng bạo, uy áp đáng sợ tràn ngập cả một vùng trời. Đúng là không cùng đẳng cấp với đám Ngô Hải, mà đám Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn đều bị trọng thương, theo quy tắc bị đào thải khỏi cuộc chơi. Mà Chu Nguyên đi đến được bước này xem như đã lợi hại lắm rồi. Chu Nguyên ngược lại muốn đi tiếp, vạn nhất thành công thì sao? Dứt lời Chu Nguyên hóa thành một làn khói xanh ngay tại chỗ. Viên Hồng ở trên cao nhìn là biết, ba người bọn họ không thể khuyên nhủ Chu Nguyên từ bỏ ý định. Ngay sau đó, Chu Nguyên lựa chọn chủ động xuất kích, thi triển sát chiêu phá nguyên đâm thẳng về phía cự thủ đang chụp xuống. Va chạm trong nháy mắt, phá nguyên lần này chưa thể phá vỡ nguyên khí cự thủ kia. Tiếp đó lực lượng kinh khủng chút xuống Chu Nguyên. Nam chính chật vật bay ngược ra ngoài, hai chân kéo lê một đường trên sàn đấu. Lần đầu tiên giao thủ Chu Nguyên rơi vào thế yếu. Viên Hồng này quả đúng là quá hung hãn. Vừa hay hắn biết được Chu Nguyên còn tu luyện Thiết Bố Sam. Hắn muốn đập nát cái mai rùa của nam chính, xem sau này Chu Nguyên còn dám chơi trò ninja rùa nữa không. Thanh niên hổ báo nói là làm, trực tiếp đội núi lên đầu hung hăng nện xuống Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng không phải dạng vừa, lập tức tung chiêu vạn kình văn, đỉnh núi lập tức bị vỡ thành từng mảnh, đất đá rơi tè le hạt me. Không khí nổ tung, cùng lúc đó, một đạo nguyên khí xuyên qua mà xuống. Huyền Mãng Đại Kim Trung được thi triển, đem thân thể Chu Nguyên bảo hộ trong đó. Nhưng trong mấy khắc kim trung bị bạo liệt, Chu Nguyên chúng phải trọng kích, trên da ánh ngọc cũng trở nên rất ảm đạm. Chu Nguyên lại lần nữa xông ra, xóa đi vết máu ở miệng, nhìn Viên Hồng nói, ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao, vậy thì chưa đủ đâu anh giai. Hai tay Viên Hồng đột nhiên khép lại, hư nổ như bắt giang bơ mà không biết ngượng. Chu Nguyên chính diện nghênh tiếp công kích của Viên Hồng,
thân thể nam chính bị nguyên khí bắn túi bụi như bao cát từ bên này qua bên kia, cả đám đệ tử trợn mắt hốc mồm, vì thấy pha hành động đi vào lòng đất của nam chính, đơn giản là đang chịu chết, gia hỏa này điên rồi sao, ông trời ơi hắn thảm quá rồi. Song phương giao phong, Chu Nguyên hoàn toàn bị viên hồng nghiền nát, các đệ tử cảm thán trong lời nói có chút khâm phục. Chỉ là không ai phát giác được nương theo thân thể bị đánh bay, làn da Chu Nguyên như có như không chợt lóe lên. Chu Nguyên còn không chịu thua sao, quá ương ngạnh rồi, ngu ngốc. Chu Nguyên sư đệ thật đáng tiếc. Không biết là ai đã hô lớn lên, Chu Nguyên, Chu Nguyên, Chu Nguyên. Ngay cả thôn thôn cũng giống lên giận dữ. Tình cảnh như thế, luôn làm cảm động lòng người. Lúc này Yêu Yêu vẻ mặt rất lo lắng không nói nên lời, chỉ thầm gọi tên Chu Nguyên. Viên Hồng vẫn đứng trên không thanh âm truyền đến, Chu Nguyên, quan viên hai họ xem ra rất hoan nghênh ngươi, nhưng thất bại vẫn là thất bại, ngươi không xứng với cổ vũ đó. Đừng lên nữa, nhận thua đi thôi. Chợt trong mắt Viên Hồng lướt qua một vẻ kinh nghi, làm sao có thể chứ? Chu Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, còn nghĩa nó đánh đủ chưa? Nếu đánh đủ rồi thì giờ đến lượt bố mày. Hư ảnh hình kiếm cực lớn bằng nguyên khí kia bị Chu Nguyên cứng rắn bóp nát, kiếm khí tàn sát bừa bãi khiến mặt đất tạo thành những hố thật sâu. Thân ảnh Chu Nguyên ở giữa không hề có chút sức mẻ. Chu Nguyên hiện giờ không còn là Chu Nguyên của vài phút trước, tại huyết nhục chỗ sâu, ngân quang như ẩn như hiện. Bên ngoài vô số ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Hồng Nhai Phong Cố Phong chủ trước tiên mở miệng nói, á đủ tiểu tử này trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện tới ngân cốt cảnh, quả nhiên là thiên tài luyện thể. Mà trong Hồng Nhai Phong, chỉ có một người là Thương Xuân Thu là đã đạt cảnh giới như Chu Nguyên. Thanh Dương trưởng giáo cũng gật gật đầu, chó cùng rứt dậu đột phá bản thân đúng là ăn gan hùm mật gấu, khiến người ta sợ hãi thán phục. Xem ra cục diện này sẽ có biến hóa a nha. Chu Nguyên hít sâu một hơi, thái ất thanh mộc ngân phát ra, hào quang màu lục bích lan tỏa nhanh chóng bổ sung huyết khí tiêu hao trước đó. Chu Nguyên nhếch miệng nói, xem ra người rất kinh ngạc. Viên Hồng ánh mắt hơi trầm xuống, giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn nhìn xem, một đòn vừa nãy của ngươi có phải do gắng gượng chống đỡ không? Dứt lời 10 đạo kiếm ảnh chút xuống phía dưới Chu Nguyên, hiển nhiên là Viên Hồng thật sự nổi giận không còn trêu đùa nữa. Đối diện thế công như mưa đang chút xuống, Chu Nguyên nắm chặt tay đấm ra một quyền, trong máu thịt ngân quang tỏa ra. Cánh tay nam chính tựa hồ như được trắng bạc, tiểu huyền thánh thể, ngân cốt cảnh lập tức được thi triển. Quyền ảnh cùng kiếm ảnh va chạm, một tiếng nổ ầm vang, 10 đạo kiếm ảnh đột nhiên băng liệt. Viên Hồng lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, rút cuộc hắn cũng hiểu ra, chiêu vừa rồi của hắn bị sức mạnh thân thể của Chu Nguyên phá giải. Trong lòng hắn thầm hối hận, lúc đầu dùng một đòn mạnh nhất đánh chết nghĩa Chu Nguyên là giờ ngon lành cành đào rồi. Lúc này ngân quang dưới chân Chu Nguyên bộc phát, lao nhanh như tên lửa về phía Viên Hồng. Nam chính trực tiếp lướt ngang qua Viên Hồng, để lại đằng sau là một tiếng nổ lớn kèm theo là tên Viên Hồng báo, phọt cả tiết canh bị bắn ngược trở lại. Vô số ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua một màn này, từ khi thủ tịch chi tranh đến giờ, đây là lần đầu tiên Viên Hồng rơi vào hạ phong. Thẩm Thái Uyên có chút kinh hỉ không kịp trở tay. Việc nhìn chúng Chu Nguyên là sự lựa chọn sáng suốt nhất của lão. Bên trên đỉnh thủ tịch phong, Lữ Yên, Chu Thái, Trương Diễn đều há hốc mồm, Chu Nguyên một quyền đánh bay Viên Hồng. Lúc trước ba người liên thủ cũng không dồn ép Viên Hồng đến thế. Thời khắc này Chu Nguyên tay cầm Thiên Nguyên bút, trực tiếp vung mạnh xuống đống đất đá kia. Ngay khi bút ảnh rơi xuống thân ảnh Chu Nguyên bắn ngược trở ra, đám người Lữ Yên cũng bị liên lụy. Chu Nguyên nhìn chòng chọc vào phía trước, chỉ thấy nơi đó khói bụi dần tản đi, Viên Hồng lại lần nữa xuất hiện, trong tay hắn cầm một thanh xích hồng cự kiếm có tên là Thiên Diễm kiếm, một loại hạ phẩm Thiên Nguyên binh. Đã kết thúc phần từ tập 201 đến tập 250 của Nguyên Tôn rồi, cả nhà đừng quên cho Sonic review một like, một subscribe kênh, mình sẽ rất vui và xem đó là động lực từ cả nhà, giúp Sonic ra thêm nhiều review hơn nữa. Và các bạn nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh của mình nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.